Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vớt. Chương 1081, Tam Lãng chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc. Thế là, chúng đạo hữu tập hợp một chỗ, cùng trước đó đồng dạng, Từ Bạch tiền bối tu cho đám người tăng thêm tử đấu khóa máu bất tử trạng thái bản rút gọn trạng thái. Như vậy, mọi người chuẩn bị xong chưa? Tống Thư Hàng hỏi. Lần này, hắn trước đêm đã hôn mê Thi La Lị cho chuyển rời đến, hạch tâm thế giới, bên trong, còn có thông nương cũng bị cùng nhau chuyển di. Thư Hàng tiểu hữu, bạo tạc trước kêu một tiếng, gọi ta có điểm tâm lý chuẩn bị. Tạo hóa Pháp Phương mở miệng nói hắn có được tiếp cận lục phẩm thể chất, lại là ngũ phẩm cảnh giới, thượng một đợt thiên kiếp đạn đạo trong bạo tạc, cũng thuộc về nửa chết nửa sống cái kia một đợt, đau hắn kém chút mở miệng nói hát đi ra. Lại muốn chết, Diệt Phượng công tử thở dài mặc dù biết rõ sau đó phải đối mặt là chết đồng dạng kịch liệt đau nhức, nhưng hết lần này tới lần khác Diệt Phượng công tử lại không nỡ từ bỏ cơ hội lần này. Đáng tiếc, hạch đạn tôn giả không ở nơi này. Nếu không thật nghĩ xem hắn đối mặt thiên kiếp bom nguyên tử lúc hình ảnh, nhất định rất mang cảm giác. Cuồng đao Tam Lãng nói. Hạch đạn tôn giả, phốc, Tam Lãng người đang nói hiến công đạo hữu sao? Người tin hay không hắn độ kiếp xong, tới chém chết người a? Lệ Chi tiên tử cười nói. Các vị tiền bối chuẩn bị xong chưa? Tống Thư Hàng nói, chuẩn bị xong, ta liền đem thiên kiếp bom nguyên tử lấy ra. Bắt đầu đi, Linh Điệp tôn giả cùng Thất Tu tôn giả lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, tế ra thiên kiếp bom nguyên tử hắn lấy ra chính là một cái thể tích khá lớn bom nguyên tử loại, nhìn qua cũng tương đối đời cũ. Đây là trước mắt hạch tâm thế giới bên trong tồn trữ, uy lực nhỏ nhất một cái thiên kiếp bom nguyên tử. Vậy ta chuẩn bị mở ra phong ấn, Tống Thư Hàng nói. Lúc này, Tam Lãng đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, Thư Hàng tiểu hữu chờ một lát, một hồi bạo tạc lúc, có thể chụp ảnh sao? Cũng không có vấn đề. Ta phát hiện trên người chúng ta vật phẩm lông tóc không tổn hao gì, cho nên chỉ cần dành thời gian, chụp ảnh cũng không có vấn đề. Lệ Chi tiên tử nói. Cái kia Lệ Chi tiên tử, một hồi ngươi có thể hay không cho ta đến trương đặc tả ảnh chụp. Cuồng đao Tam Lãng móc ra điện thoại di động của mình, đưa cho Lệ Chi tiên tử. Ngươi muốn cái gì dạng đặc tả? Lệ Chi tiên tử hỏi, chụp ảnh là nàng am hiểu cùng yêu thích sự tình, tiện tay mà thôi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một hồi thiên kiếp bom nguyên tử tại bạo tạc trong nháy mắt, mây hình nấm tản ra lúc, ta hội bày ra nhất khốc tư thế, đưa lưng về phía thiên kiếp đạn hạt nhân, cất bước hướng nơi xa bước đi. Lệ Chi tiên tử nếu như ngươi có thể đem ta một cái kia trong nháy mắt vỗ xuống, Lãng mỗ tuyệt đối vô cùng cảm kích. Cuồng đao Tam Lãng nói. Cuồng đao Tam Lãng nói chuyện thời khắc, Tống Thư Hàng cùng ở đây tất cả đạo hữu lập tức não bổ ra cái kia hình ảnh. Là chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc hệ liệt hình ảnh sao? Tốt a, hoàn toàn chính xác rất thú vị. Tam Lãng người hội chơi. Bắc Hà tán nhân cười nói. Ta ngược lại cảm giác, Tam Lãng tiền bối vừa phóng ra một bước, liền sẽ biến thành bị tạc bay bộ dáng. Vũ Nhu tử mở chừng hai mắt nói. Yên tâm, ta sẽ sử dụng dự đập kỹ thuật, tin tưởng ta chụp ảnh kỹ thuật. Lệ Chi tiên tử bảo đảm nói. Tam Lãng đạo hữu như thế nhắc lên, rất nhiều đạo hữu đều tâm động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thư Hàng, một hồi chúng ta cũng chụp tấm hình chụp ảnh chung. Tô Thị A Thập Lục nói. Tống tiền bối, ra ta một cái. Vũ Nhu tử vui vẻ nói. Sư phó, đừng quên ta. Tước Yêu Tiểu Thải nói. Tống Thư Hàng. Một hồi lập tức liền muốn tại thiên kiếp bom nguyên tử bên trong hưởng thụ bị tạc chết cảm giác. Chụp ảnh thật sự có trọng yếu như vậy sao? Có lẽ thật đúng là rất trọng yếu. Đi qua cuồng đao Tam Lãng nhắc nhở phía sau Cửu Châu nhất hào quần đại bộ phận đạo hữu rất là tâm động, top 5 top 3 hẹn xong, hoặc tự chụp, hoặc là mời người chụp ảnh, hoặc là đứng đấy lẫn nhau đập. Chuẩn bị xong, 1, 2, 3, bảo, Tống Thư Hàng thật nhanh giải khai thiên kiếp bom nguyên tử thượng phong ấn. B-O-O-O-O-O-M, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, kinh khủng bạo tạc uy lực, trong nháy mắt liền đem tất cả Cửu Châu nhất hào quần thành viên bao phủ. Nguyên bản chuẩn bị chụp ảnh tư thế đạo hữu nhóm, mặc dù đã tận lực sớm đè xuống điện thoại di động của mình chụp ảnh khóa, nhưng điện thoại di động tốc độ phản ứng vẫn là chậm nửa nhịp. Đánh ra tới ảnh chụp cơ hồ cũng không bằng nhân ý. Đại bộ phận đạo hữu ảnh chụp đánh ra tới là một trận bạo tạc quang mang, trong màn hình ngoại trừ cường quang không có thứ gì. Một số nhỏ đạo hữu có thể đập tới mình muốn đập người nhưng lại đập không đến muốn tư thế. Nguyên bản chuẩn bị xong tư thế. Toàn bộ biến thành bị tạc bay bộ dáng,
trong tấm ảnh đạo hữu đều khuôn mặt mơ hồ. Cùng kinh lịch, thiên kiếp đạn đạo, lúc, lông tóc không tổn hao gì khác biệt. Tại, thiên kiếp bom nguyên tử, trong bạo tạc, chúng đạo hữu mặc dù vẫn như cũ sẽ không thụ thương, nhưng thân thể lại bị nổ tung sóng xung kích ném đi. Tống Thư Hàng bên người, Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục gần như đồng thời nhấn xuống điện thoại di động của mình chụp ảnh công năng, nhưng đập tới ảnh chụp cũng không quá như ý, hình ảnh nhìn qua rất sai lệch. Duy nhất đập tới hài lòng ảnh chụp, chỉ có cuồng đao tam lãng. Lệ Chi tiên tử chụp ảnh kỹ thuật đã xuất thần nhập hóa. Cuồng đao tam lãng tại sau lưng đạn hạt nhân vừa bạo tạc trong nháy mắt, tiêu sái nâng lên chân trái, thật nhanh bày ra ngậm điếu thuốc đốt thuốc động tác. Lệ Chi tiên tử tinh chuẩn nhấn xuống cửa chớp, vỗ xuống xuất khí một màn. Sau một khắc, cuồng đao tam lãng liền bị bạo bay ra ngoài. Lại nói tiếp, là thiên kiếp bom nguyên tử mây hình nấm hiện lên, hạch bình phạm vi nổ bên trong hết thảy. Thiên kiếp đạn hạt nhân nổ xong, là một mảnh chết yên tĩnh giống nhau. Một lúc lâu sau, đạn hạt nhân ở trung tâm, thất tu tôn giả cùng linh điệp tôn giả ngồi sập xuống đất, nhìn nhau cười một tiếng. Có nắm chắc không? Thất tu tôn giả hỏi. Hoàn thành, nếu như chỉ là loại trình độ này, chỉ ít có hơn 9 thành nắm chắc. Linh điệp tôn giả đáp. Ta cũng thế, thất tu tôn giả cười thảm nói, nhưng là chúng ta khi độ kiếp thiên kiếp đạn hạt nhân uy lực, nhất định sẽ so cái này càng mạnh. Từ bạch đạo hữu khi độ kiếp trên tấm hình liền có thể nhìn ra. Tống Thư Hàng tiểu hữu lấy ra thiên kiếp đạn hạt nhân, hiển nhiên là uy lực tương đối nhỏ loại. Nếu như chỉ xuất hiện 1-2 phát, ta còn có 8 thành trở lên nắm chắc vượt qua. Nhưng nếu như là bạch đạo hữu trong hình ảnh xuất hiện cái kia khoản to lớn, thiên kiếp đạn hạt nhân, ta liền 2 thành nắm chắc đều không có. Linh điệp tôn giả thở dài nói. Chỉ cần không tìm đường chết, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện loại kia đẳng cấp đạn hạt nhân bạo tạc. Thất tu tôn giả nói. Cái kia loại thiên kiếp đạn hạt nhân, liền bạch đạo hữu cũng không có nắm chắc có thể an toàn vượt qua, còn từng để Tống Thư Hàng tiểu hữu đảm bảo trang bị, sử dụng bí thuật mới qua một kiếp. Đạo hữu khác có khỏe không? Linh điệp tôn giả hỏi. Vẫn được, tại cái kia tiểu bát quái trận thủ hộ dưới, đều bình an vô sự. Hoàng Sơn chân quân thanh âm vang lên. Nhân loại trước mắt đã biết công kích mạnh nhất vũ khí danh sách bên trong đạn hạt nhân, tại thiên kiếp hóa sau uy lực quá kinh khủng. Hoàng Sơn chân quân bắt đầu bội phục lên năm đó, hiến công cư sĩ tới. Lại nói, mỗi lần cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu cùng một chỗ lúc, tổng là có thể gặp được chuyện kích thích. Tất cả mọi người không có sao chứ? Không có việc gì nhanh tụ tới, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi. Tống Thư Hàng nói. Oa ha ha, quả cầu kim loại tới, so với ta tưởng tượng nhanh hơn. Thư Hàng, mau đem đạo hữu đều thu nhập đến người hạch tâm thế giới bên trong. Ta trước đỡ một chút cái kia quả cầu kim loại, một hồi lại trực tiếp đưa người đóng gói mang đi, dạng này trốn tương đối nhanh. Bạch tiền bối tu cười ha ha nói. Hắn giống như chơi dáng vẻ rất vui vẻ. Sợ cái gì liền đến cái gì a? Tống Thư Hàng vội vàng quay đầu liếc nhìn bốn phía, khóa chặt tất cả tiền bối, đạo hữu, mọi người đừng chống cự, ta muốn dẫn mọi người rời đi. Tất cả đạo hữu nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thật nhanh đem mọi người chuyển rời đến hạch tâm thế giới, đem mọi người an trí tại lúc trước nho ra tặng thứ ba động phủ, sa mạc ốc đảo biến thành hạch tâm thế giới phạm vi. Lúc đầu đem mọi người đưa đến Đông Chi Điện là lựa chọn tốt nhất, nhưng trong này hiện tại chất đầy thiên kiếp đạn đạo cùng đạn hạt nhân. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như một cái ngoài ý muốn, nhiều như vậy thiên kiếp đạn đạo cùng đạn hạt nhân bạo tạc, hắn hạch tâm thế giới tuyệt đối phải bị bạo thành mảnh vỡ. Làm xong, bạch tiền bối. Chúng ta chuyển di đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Không có vấn đề, chúng ta đi. Bạch tiền bối tu cười ha ha nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng thân thể bắt đầu vặn vẹo, bị bạch tiền bối tu lực lượng kéo lên, bắt đầu thoát đi, ma kiếp thế giới. Tại Tống Thư Hàng thân thể lần nữa vặn vẹo thành mì sợi thời điểm, hắn mơ hồ, nhìn, đến ma kiếp thế giới nơi xa, cái kia quả cầu kim loại hình dáng kinh khủng tồn tại hiện thân. Bạch, ngươi làm cái gì, ngươi cút ra đây cho ta, cái kia quả cầu kim loại giận dữ hét. Ha 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 ha, trong hư không, lưu lại bạch tiền bối tiếng cười đắc ý. Vì cái gì, người rõ ràng phong ấn tại tà liên thế giới bên trong, vì cái gì còn có thể xuất hiện ở đây? Quả cầu kim loại giận dữ hét. Người quá coi thường ta là cửu u chúa tể. Ta coi như bị người phong ấn tại tà liên thế giới, nhưng thân phận của ta lại không biến hóa. Coi như bị phong ấn, ta cũng có thể vận dụng một bộ phận lực lượng,
cái này có cái gì kỳ quái đâu sao? Bạch tiền bối tu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nếu không phải thông qua Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, hắn nhưng không cách nào xuyên thấu qua Tả Liên thế giới bên ngoài phong ấn, khắp nơi lãng. Ngươi cút cho ta, quả cầu kim loại điên cuồng gầm rú nói. Ha 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 ha, bạch tiền bối tu tiếng cười vẫn như cũ. Mà lúc này đã bị xoay thành mì sợi hình dáng Tống Thư Hàng, chẳng biết tại sao trong lòng hơi động. Sau đó, từ trên người hắn, có một đầu thật nhỏ, sợi rễ, dọc theo người ra ngoài, cuối cùng, sợi rễ lưu lại một chút xíu mũi nhọn, tại ma kiếp thế giới bên trong. Bạch tiền bối tu cảm ứng được Tống Thư Hàng động tác, bất quá cũng không có ngăn cản. Hắn chỉ là vòng quanh Tống Thư Hàng, đem hắn kéo về đến hiện thế. Mà đầu kia, sợi rễ, không nhìn không gian thuộc tính lần nữa phát huy ra. Nó cái kia một chút xíu mũi nhọn, cứ như vậy lưu tại ma kiếp thế giới bên trong, những bộ phận khác toàn bộ theo Tống Thư Hàng bản thể trở về đến hiện thế. Tống Thư Hàng một đoàn người toàn bộ bị mang rời khỏi ma kiếp thế giới. Hóa lỏng quả cầu kim loại hận hận nhìn qua bị vụ nổ hạt nhân vị trí, hắn ý đồ dùng lực lượng của mình đem nơi này phát sinh sự tình, quay lại, đi ra, muốn nhìn một chút bạch tên kia đến cùng ở chỗ này làm cái quỷ gì. Nhưng là, bạch tiền bối tu đã sớm phòng bị hắn chiêu này. Tống Thư Hàng bọn người ở tại nơi này lưu lại hết thảy, đi qua dấu hiệu đã toàn bộ bị bạch tiền bối tu xóa đi. Hóa lỏng quả cầu kim loại sử dụng, quay lại, thủ đoạn thất bại. Đáng giận, bạch cái này ra hỏa nhất định có âm mưu. Hóa lỏng quả cầu kim loại cắn răng một cái, hắn đột nhiên há mồm phun một cái, phun ra một thanh cùng loại, huyết dịch, đồ vật. Hắn tuyệt đối phải, quay lại, ít đồ đi ra. Nếu không, hắn tâm khó có thể bình an. Dù sao. Lần này cần độ kiếp thụ ô nhiễm giả, quan hệ đến nó hoạch định một đại kế, không cho sơ thất. Chương 1082, dính liền nhau thiên đình mảnh vỡ. Hóa lỏng quả cầu kim loại chính kế hoạch lại về một chuyến hiện thế. Một hồi trước, hắn thật vất vả tại hiện thế nổi bọt, muốn nhân cơ hội hướng mình đối ứng vị kia truyền đạt tin tức. Nhưng nó đối ứng vị kia trạng thái hỏng bét thấu, căn bản là không có cách đáp lại hắn. Không chỉ có như thế. Hắn lần trước lưu lại chuẩn bị ở sau, còn bị người phá hư, liền biến dị đạo kiếp hắc kim trận bàn đều bị người khác lấy mất, lỗ vốn thua thiệt đến nhà bà ngoại. Lần này, hắn thật vất vả tìm tới một bộ thích hợp, thụ ô nhiễm giả, thế là nó ý đồ lại mượn cổ thân thể này, man thiên quá hải, lén qua đến hiện thế đi, áp dụng bản thân đại kế. Kế hoạch này quá trọng yếu, quan hệ đến sự tồn tại của nó, cho nên tuyệt đối không cho sơ thất. Hồi ngược dòng. Hóa lỏng quả cầu kim loại trầm giọng nói, lần này tuyệt đối phải thành công. Ao 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 mảnh này ma kiếp thế giới thời gian, tựa hồ cũng bắt đầu rút lui. Liền xem như bạch tiền bối thu tại trước khi đi, xóa sạch tồn tại ấn ký, nhưng vẫn như cũng bị hóa lỏng quả cầu kim loại quay lại ra một điểm mảnh vỡ. Từ thu về chạm bên trong xóa bỏ văn bản tài liệu, cũng không đại biểu lấy liền đã triệt để xóa bỏ, chỉ cần sử dụng một số mảnh vỡ trở lại như cũ thủ đoạn. Vẫn có thể trở lại như cũ ra một ít gì đó. Rút ra, hóa lỏng quả cầu kim loại kêu, hắn thi triển bản thân quyền hành, trong hư không, có một màn hình ảnh ngưng tụ thành hình. Đó là đạn hạt nhân bạo tạc hình ảnh, bạo tạc quang mang cực kỳ chướng mắt. Cái này trong bạo tạc mơ hồ ẩn chứa để hóa lỏng quả cầu kim loại chán ghét thiên kiếp khí tức. Mà tại đạn hạt nhân bạo tạc phía trước, có một đạo thân hình cao lớn thân ảnh, chính cất bước mà lên, đồng thời cúi đầu đốt thuốc, tư thế xuất khí. Đưa lưng về phía bạo tạc, lại không quay đầu lại nhìn một chút, cái này ra hỏa ngược lại là có khí phách. Nhưng là, coi như ngươi lại có loại, cũng vô dụng. Chờ ta đưa ngươi mặt quay lại đi ra, ngươi liền chết chắc. Hóa lỏng quả cầu kim loại thầm nghĩ trong lòng, hắn gia tăng chuyển vận lực lượng. Trong hình ảnh, cái này cúi đầu đốt thuốc nam tử mặt, dần dần rõ ràng. Đó là một trương tuấn Mỹ đến cực hạn mặt, mắt như thần tinh diệu nhãn, giống như trích tiên dạo chơi nhân gian. Mơ hồ trong đó, cái này tuấn Mỹ khuôn mặt khóe miệng, tựa hồ còn mang theo một tia cười xấu xa. Bạch, mà mẹ nó những mẫu, hóa lỏng quả cầu kim loại gầm thét, cầu trên người ngưng tụ ra một đầu thú chảo, một chảo liền đem bản thân vất vả ngưng tụ ra, hình ảnh mảnh vỡ, cho đập tan. Hắn tân tân khổ khổ ngưng tụ nửa ngày, ngưng tụ ra chính là, bạch, cái này ra hỏa, đưa lưng về phía bạo tạc, cất bước mà đi một màn. Cái này ra hỏa lại tại đùa nghịch hắn. Đáng giận, một ngày nào đó, ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Hóa lỏng quả cầu kim loại không ngừng lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Hắn biết, bản thân quay lại đi ra hình ảnh,
rất có thể cũng bị Bạch gia hỏa này từng giở trò. Bạch cái này gia hỏa, đến cùng có chủ ý gì? Hóa lỏng quả cầu kim loại rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, Ma Kiếp thế giới nơi xa, truyền đến trận trận tiếng sấm, màu tím tà lôi ở phía xa ngưng tụ. Hóa lỏng quả cầu kim loại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, sau đó thân hình lướt lên, hướng tà lôi nổ lên chỗ tránh đi, mặc kệ Bạch tên kia đến cùng có tính toán gì, hắn trước làm gì chắc đó, cam đoan kế hoạch của mình thuận lợi, tuyệt đối không đối để lần này thụ ô nhiễm giả, độ kiếp, bị Bạch làm rối. Khi hóa lỏng quả cầu kim loại đứng dậy rời đi thời điểm, trong hư không, có một chút thật nhỏ sợi rễ đột nhiên xông tới, đem sợi rễ đâm về hư không. Chính là Tống Thư Hàng bị Bạch tiền bối tu mang đi lúc, lưu lại một điểm nhỏ hoa sen hình chiếu sợi rễ. Điểm ấy sợi rễ, tham lam đâm vào vừa rồi hóa lỏng quả cầu kim loại, thổ huyết, vị trí, xem ra, là ý đồ hấp thu hóa lỏng quả cầu kim loại lưu lại lực lượng. Đây là sợi rễ bản năng động tác, Tống Thư Hàng lúc này vẫn còn, truyền tống, quá trình bên trong, cũng không có khống chế sợi rễ hành động. Hóa lỏng quả cầu kim loại lưu lại năng lượng, đối sợi rễ tới nói lực hấp dẫn quá lớn, hắn dựa theo bản năng liền hành động. Nguyên bản đã lướt đi một khoảng cách hóa lỏng quả cầu kim loại, lập tức dừng lại. Hắn đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chăm chú về phía cái kia một điểm sợi rễ. Sợi rễ quá tham lam, cuối cùng bị hắn phát giác. Tà liên sợi rễ, không, không đúng, đây là thánh liên căn. Hóa lỏng quả cầu kim loại mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Thánh liên hạt giống, tại thật lâu trước đó, liền bị hắn lặng lẽ an bài cho nho ra. Hiện tại đã biến thành nho ra, thánh liên thế giới, sợi rễ của nó làm sao lại đâm vào đến ma kiếp thế giới bên trong. Nếu như không phải thánh liên sợi rễ, vậy cái này là cái gì? Là giả tạo chi vật sao? Là, Bạch, cái này ra hỏa. Hắn cũng đang nghiên cứu, tà liên, cùng, thánh liên. Thậm chí rất có thể, Bạch cái này ra hỏa đã nghiên cứu thành công. Đáng chết, hóa lỏng quả cầu kim loại âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự cho rằng lực lượng của nó là tốt như vậy hấp thu. Hắn thế nhưng là cửu u chúa tể giả. Đã bị ta phát hiện, đóa này thánh liên, liền biến mất cho ta đi. Cười lạnh hóa lỏng quả cầu kim loại một tiếng quát nhẹ, bị sợi rễ hấp thu cái kia bộ phận thuộc về lực lượng của nó, bạo tạc. 3. Tống Thư Hàng hình chiếu đi ra cái kia đoạn hoa sen sợi rễ, trong nháy mắt liền bị nổ rớt, tan thành mây khói. Không chỉ có như thế, còn sót lại hóa lỏng quả cầu kim loại lực lượng, nghịch căn nhành hoa cần. Tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp rót hướng sợi rễ bản thể, hắn muốn trực tiếp đem đóa này, thánh liên, cho hủy đi. Lúc này, Giang Nam địa khu, phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Tống Thư Hàng tận mắt thấy thân thể của mình, như là một đầu mì sợi, từ, hư không, bên trong ép ra ngoài. Ta Nhật Lạc, hắn vốn cho là mình và, cửu châu nhất hào quần, các tiền bối, bị truyền tống đến, ma kiếp thế giới, lúc, bị kéo dài. Bị đánh thành bánh quai trèo, đều là một loại ảo giác. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ cái kia đều không phải là ảo giác. Thân thể của bọn hắn đang bị Bạch tiền bối tu đưa vào đến ma kiếp thế giới thời điểm, nói không chừng thật sự bị đánh thành bánh quai trèo. Tại truyền tống đến mục đích phía sau bị Bạch tiền bối tu trở lại như cũ. Cứ như vậy, một đầu mì sợi hình dáng Tống Thư Hàng, lại cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền như có co giãn đồng dạng. Lại, ba, một tiếng đánh trở về hình dáng ban đầu. Tống Thư Hàng. Hắn vươn tay ra, gãi gãi thân thể của mình, còn tốt không có nhận tổn thương. Ngược lại, hắn còn có loại thân cao bị kéo dài một số ảo giác. Không biết có phải hay không là thật sự bị kéo dài, một hồi đi đo đạc thân cao đi. Bạch tiền bối, an toàn sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hừm, an toàn, Bạch tiền bối tu trả lời. Đồng thời trong hư không có không gian vết nứt sinh ra, một số trinh sát dùng khôi lỗi, cỡ nhỏ pháp khí, kinh thư, linh điệp, bị đổ ra, rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Những vật này là trước đó, cửu châu nhất hào quần, đạo hữu nhóm phóng xuất ra, chuẩn bị tại ma kiếp thế giới bên trong tìm kiếm huyền nữ môn vân tước tử. Hiện tại, đều bị Bạch tiền bối thu về đi qua. Những vật này, nếu là lưu tại ma kiếp thế giới bên trong, bị, hóa lỏng quả cầu kim loại, tìm tới. Đối phương chỉ cần sử dụng, quay lại, thủ đoạn, liền có thể quy xuất những vật phẩm này chủ nhân thân phận. Tống Thư Hàng nhìn thấy những vật phẩm này phía sau liền hiểu được, tạ ơn Bạch tiền bối. Đang khi nói chuyện, đột nhiên, Tống Thư Hàng trước ngực hình chiếu đi ra, hoa sen hư ảnh, bành trướng. Sợi rễ bị hóa lỏng quả cầu kim loại phát hiện,
Tống Thư Hàng lập tức minh ngộ tới. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chủ động chém tới, hoa sen hư ảnh, cùng hạch tâm thế giới liên hệ. Hắn hạch tâm thế giới cùng Nho Gia, Kim Liên thế giới, có chỗ khác biệt. Lúc trước Nho Gia Kim Liên nếu là bị hủy đi, vậy liền không cách nào diễn biến ra Kim Liên thế giới tới. Nhưng Tống Thư Hàng hoa sen chỉ là một đóa hình chiếu, thậm chí còn có thể bị phong ấn, xem như bổ ma đạo cụ sử dụng. Tại Tống Thư Hàng đoạn đi hoa sen cùng hạch tâm thế giới liên hệ trong nháy mắt, đóa này hoa sen hình chiếu giống như thổi hơi bành trướng. Bạch, người quá tham lam, đóa này thánh liên mệnh, ta liền nhận. Đắc ý cười hoa sen bên trong, truyền ra thể lỏng quả cầu kim loại thanh âm. Thanh âm này chỉ là một chủng loại giống như ghi âm thủ đoạn. Bởi vì hóa lỏng quả cầu kim loại ý thức không cách nào tiến vào chủ thế giới, một khi tiến vào liền sẽ dẫn tới thiên kiếp, đem ý thức của nó oanh diệt. Hoa sen hình chiếu đột nhiên nổ tung lên, sau một khắc, vô cùng vô tận cửu u tà năng từ hoa sen hình chiếu bên trong dâng trào đi ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất tràn ngập. Sợi dễ hấp thu nhìn như chỉ là một điểm hóa lỏng quả cầu kim loại lực lượng, nhưng này một điểm lực lượng thế nhưng là từ hóa lỏng quả cầu kim loại trên người chia ra, cùng loại tinh huyết tồn tại. Năng lượng trong đó hoàn toàn phóng xuất ra phía sau cực kỳ khủng bố. Công đức xà mỹ nhân thân hình trong nháy mắt hiện thân, đem Tống Thư Hàng bao quanh bao khỏa, đem những này cửu u tà năng bài xích ra, tránh cho tà năng đối Tống Thư Hàng tạo thành ô nhiễm. Đáng tiếc cái này thánh liên cũng không phải đồ của ta a. Bạch tiền bối tu cười ha hả nói, đồng thời thân hình của hắn hiện thân. Hiện thân phía sau bạch tiền bối tu vẫy tay, đầy trời, cửu u tà năng, bị một lần nữa tụ lại. Cuối cùng, những này tà năng ngưng tụ thành một quả bóng đá lớn màu đen khói cầu, tại bạch tiền bối tu lòng bàn tay thượng lăn lộn. Đưa ngươi, bạch tiền bối tu đem cái này đoàn cửu u tà năng ném về Tống Thư Hàng. Hiện tại cái này đoàn cửu u tà năng bên trong, đã không có, hóa lỏng quả cầu kim loại, ý chí, thuộc về vật vô chủ, chính thích hợp Tống Thư Hàng hấp thu. Tống Thư Hàng cũng không khách khí, một lần nữa khu động hạch tâm thế giới, ngưng tụ ra một đóa mới, hoa sen hình chiếu, sau đó mấy vạn đầu trong suốt sợi dễ cắm dễ tiến vào cái này đoàn cửu u tà năng bên trong, điên cuồng hấp thu năng lượng trong đó. Đang hấp thu cái này đoàn cửu u tà năng thời điểm. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu tăng trưởng. Đã kiếm được. Đáng tiếc, bị tên kia nghịch đưa tới năng lượng chỉ là một điểm nhỏ, nếu như có thể đem hắn cái kia một thanh, tinh huyết, toàn bộ hấp thu, người hạch tâm thế giới liền có thể phồng lớn gấp 2 trở lên. Bạch tiền bối tu nói. Không có việc gì, tổng còn có cơ hội. Tống Thư Hàng nói. Huyền nữ môn vân tước tử tiền bối, tựa hồ bị triệt để ô nhiễm. Thành cùng loại cửu u tà ma tồn tại, nhưng nàng ý thức còn rất thanh tịnh. Nếu là nàng thành công vượt qua, ma kiếp tấn thăng thành bát phẩm tồn tại phía sau hẳn là sẽ còn từ, ma kiếp thế giới, bên trong trở về tới hiện thế. Đến lúc đó, không biết nàng có hay không trị liệu trên người, tà năng ô nhiễm, ý nghĩ. Hạch tâm thế giới bên trong. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, cùng Bỉ Ngạn Ma Quân, Tiểu Thải, thì bọn người. Đều được an trí tại Nho Gia tặng cho thứ ba động phủ, sa mạc ốc đảo, thế giới. Hằng Hỏa Chân Quân liếc mắt một cái liền nhận ra nơi đây, dù sao cũng là hắn tự tay đem khối này, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đưa cho Thư Hàng. Chân Quân dương mắt hướng nơi xa nhìn lại. A, thiên đình mảnh vỡ, làm sao đều liền đến cùng nhau. Chương 1083, cái này phá kiếp ta không độ á. Trước đó không lâu, Hằng Hỏa Chân Quân đại biểu Nho Gia. Hết thảy đưa Tống Thư Hàng 11 chỗ động phủ. Ngoại trừ Giang Nam địa khu cái kia một chỗ là phổ thông ngoài động phủ, còn lại 10 nơi động phủ toàn bộ là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Hiện tại, Hằng Hỏa Chân Quân phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy lúc trước hắn đưa cho Tống Thư Hàng thiên đình mảnh vỡ, tựa hồ cũng bị liền tại cùng một chỗ. Hằng Hỏa Chân Quân hơi suy nghĩ một chút, thân hình trùng thiên mà lên, lơ lửng ở trên bầu trời nhìn xuống dưới. Sau đó, hắn nhìn thấy nơi xa Hạ Cung quảng trường, Đao Kiếm Phong, sa mạc ốc đảo, năm nơi hoạt tuyền, huyễn thành mảnh vỡ, toàn bộ bị ghép lại đến cùng một chỗ. Đây là Thư Hàng tiểu hữu làm sao? Hằng Hỏa Chân Quân thầm nghĩ trong lòng. Không chỉ có như thế, hắn bay ở không trung lúc, còn chứng kiến, thế giới, cuối cùng cùng đang chậm rãi tăng trưởng thế giới tuyến. Thân là Nho Gia, Kim Liên thế giới, chấp trưởng giả, Hằng Hỏa Chân Quân trong lòng lập tức có suy đoán. Thư Hàng tiểu hữu. Tựa hồ cũng có được cùng loại với Kim Liên thế giới, không gian,
chỉ là cái không gian này còn rất rất nhỏ, không cách nào cùng đã trở thành một cái tiểu thế giới, kim liên thế giới, so sánh. Đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ chuyển rời đến một phương tiểu thế giới, loại thủ đoạn này cùng ý nghĩ, không hổ là Thư Hàng tiểu hữu. Hằng Hỏa chân quân từ không trung hạ xuống tới. Có lẽ, Nho gia cũng có thể thử một chút, trực tiếp đem trong tay cái khác, viễn cổ thiên đình, mảnh vỡ, đem đến kim liên thế giới bên trong đi. Đang lúc Hằng Hỏa chân quân suy tư thời khắc, đột nhiên ở đây tất cả mọi người thân hình thuấn di, toàn bộ bị chuyển di ra, hạch tâm thế giới, xuất hiện tại Bỉ Ngạn Ma Quân chỗ kia phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Trở lại phòng thí nghiệm thời khắc, đám người liền nhìn thấy Tống Thư Hàng tay phải nâng một đoàn bị phong ấn hình cầu cửu u tà năng. Tại bộ ngực hắn chỗ có một đóa hoa sen hình chiếu, trong đó mấy vạn đầu sợi dễ đâm vào cửu u tà năng bên trong, điên cuồng hấp thu năng lượng trong đó. Đến mức bạch tiền bối tu, tại mọi người hiện thân thời điểm, liền biến mất không thấy gì nữa. Tống tiền bối, trong tay người đây là cái gì? Vũ Nhu Tử tò mò nhìn Tống Thư Hàng trong tay cửu u tà năng. Cái này, xem như lần này tiến vào, ma kiếp thế giới, phía sau thu hoạch ngoài ý liệu đi. Tống Thư Hàng cười nói, cái đồ chơi này khối lượng quá cao, hấp thu rất chậm. Theo hắn đoán chừng, ít nhất phải một ngày tả hữu, hạch tâm thế giới mới có thể triệt để đem cái này đoàn, cửu u tà năng tiêu hóa hấp thu. Dứt lời, Tống Thư Hàng đưa tay nâng lên một chút, cái này đoàn bị phong ấn cửu u tà năng giống như khí cầu đồng dạng bay lên, lơ lửng ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Sau đó, hắn xoay người, đem thông nương nhặt lên, một lần nữa tắc trở lại, một tấc thu nhỏ túi, bên trong. Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, cùng Bỉ Ngạn Ma Quân ngồi trên mặt đất, bắt đầu giao lưu lần này tại, ma kiếp thế giới, bên trong, tiếp nhận thiên kiếp đạn đạo, thiên kiếp bom nguyên tử sau thu hoạch. Chủ yếu là hai vị tôn giả cùng Bỉ Ngạn Ma Quân, cùng lục phẩm bên trong thực lực mạnh nhất Hoàng Sơn chân quân đang giảng giải kinh nghiệm, đạo hữu khác ngồi dự thính. Trận này giao lưu, một mực tiếp tục đến sáng sớm hôm sau. Không sai biệt lắm chính là như vậy đi, thất tu tôn giả nói, tiếp đó, ta đoán chừng lại ở tháng này bên trong độ kiếp, trùng kích bát phẩm cảnh giới. Lão Phu cũng chuẩn bị tại cuối tháng trước, trùng kích bát phẩm cảnh giới. Linh Điệp tôn giả mỉm cười gật đầu nói. Hoàng Sơn chân quân đồng dạng gật đầu, ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm, hôm nay lại hữu tâm nhận thấy. Có lẽ tại trong hai ngày này liền sẽ tiến hành độ kiếp. Dược sư nói bổ sung, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, liên quan tới hiện đại hóa thiên kiếp cũng có hiểu biết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta lại ở ngày mai sẽ tiến hành độ kiếp, Tử Yên sẽ vì ta hộ pháp. Cuồng Đao Tam Lãng nhãn tình sáng lên, chậc chậc, tăng thêm đang độ kiếp bạch tôn giả, Vân Thức Tử tiền bối, đạn hạt nhân A không, hiến công tiền bối, cùng đang muốn độ kiếp Tô Thị A Thất. Còn có vừa độ xong kiếp Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục, Thư Hàng Tiểu Hữu, Thất Sinh Phù tên kia. Còn có độ kiếp thành công Bắc Hà, tính hắc quẻ chúng ta trong đám gần nhất muốn độ kiếp đạo hữu số lượng khá nhiều a. Hoàng Sơn tiền bối, không bằng đem chúng ta quần tên cải thành, Cửu Châu độ kiếp quần, đi, chúc phúc các vị độ kiếp đạo hữu thành công tấn cấp. Hoàng Sơn chân quân, nếu như là đạo hữu khác đề nghị, có lẽ Hoàng Sơn chân quân thực biết cân nhắc một hai. Nói thật, đem quần tên tạm thời đổi thành, Cửu Châu độ kiếp quần, hoàn toàn chính xác rất có chúc phúc ý nghĩa. Nhưng kiến nghị này là Cuồng Đao Tam Lãng nói ra, Hoàng Sơn chân quân cũng không dám đổi bọn này tên, cảm giác từ bỏ lời nói sẽ rất tìm đường chết. Giao lưu hoàn tất phía sau chư vị tiền bối cùng đạo hữu đứng dậy cáo biệt. Cuồng Đao Tam Lãng cùng Vũ Nhu Tử nguyên bản đang còn muốn giang nam địa khu chơi nhiều một lát, nhưng lại bị Linh Điệp tôn giả cưỡng ép mang đi. Có vẻ như, Tam Lãng tiền bối phim còn không có quay chụp kết thúc. Chúng ta cũng đi thôi, Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói. Tốt, Thập Lục ngươi mang lên thi, ta mang theo Tiểu Thải cùng một chỗ trở về. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ngay tại Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục chuẩn bị rời đi thời điểm, Bỉ Ngạn Ma Quân lên tiếng kêu, Thư Hàng tiểu hữu, xin đợi một chút. Bỉ Ngạn tiền bối còn có chuyện gì sao? Tống Thư Hàng hỏi. Bỉ Ngạn Ma Quân mỉm cười, nói, lần này Thư Hàng tiểu hữu ngươi lúc độ kiếp, xảy ra ngoài ý muốn. Ta nguyên bản đã nhận lấy thù lao. Vì ngươi chế tạo riêng một bộ tam tấn tứ, phẩm độ kiếp đại trận. Nhưng bây giờ, độ kiếp này đại trận ngươi cũng không dùng được. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Cho nên, chờ Thư Hàng tiểu hữu ngươi chừng nào thì muốn độ cái kia, 4 tấn 5, thiên kiếp lúc, liền liên hệ ta đi. Bỉ Ngạn Ma Quân nói, đến lúc đó, ta lại ra tay, vì tiểu hữu ngươi chế tạo riêng, 4 tấn 5, thiên kiếp trận pháp.
phải thêm thù lao sao? Tống Thư Hàng cười hỏi. 4 tấn 5 độ kiếp trận pháp, khẳng định so tam phẩm tấn tứ phẩm độ kiếp trận pháp muốn chân quý. Bỉ Ngạn Ma Quân khua tay nói, còn ra cái gì thù lao? Thư Hàng tiểu hữu, người chịu mang ta thể nghiệm, thiên kiếp đạn đạo, cùng, thiên kiếp đạn hạt nhân, với ta mà nói so bất luận cái gì thù lao đều càng có ý định hơn nghĩa. Hôm nay cái này hai nổ, nổ ta toàn thân thư sướng. Ma Quân, ngài là run em mờ sao? Thành, loại kia ta khi nào muốn độ ngũ phẩm thiên kiếp lúc, liền liên hệ Ma Quân. Tống Thư Hàng trả lời. Kể từ đó, hắn độ ngũ phẩm thiên kiếp lúc, cũng không cần sầu độ kiếp này chi trận. Cáo biệt Bỉ Ngạn Ma Quân, rời đi phòng thí nghiệm dưới đất phía sau, Tống Thư Hàng lại nghĩ tới một sự kiện. Thập Lục, giúp ta liên hệ Hạ Diệt Phượng tiền bối, nhìn hắn đi nơi nào. Tống Thư Hàng nói, khi điện thoại không ở bên người lúc, lại luôn là sẽ dùng tới hắn. Có chuyện gì không? Tô Thị A Thập Lục chân đạp độn quang, hỏi. Ta đang muốn mượn hắn CPU dùng một lát, cũng không thể để hắn chạy. Tống Thư Hàng cười nói. Ta tại trong đám cho ngươi hỏi một chút. Tô Thị A Thập Lục lấy điện thoại cầm tay ra, thật nhanh tại trong đám phát cái tin tức. Một lát sau, A Thập Lục trả lời, Diệt Phượng tiền bối nói đã cùng Bạch Hạc chân quân cùng một chỗ, tại dược sư cái kia trong tràng lâu chờ chúng ta. Hắn nói đáp ứng ngươi sự tình, đương nhiên sẽ không quên. Vậy chúng ta nhanh lên trở về. Tống Thư Hàng cười nói. Ma kiếp thế giới bên trong. Huyền nữ Môn Vân Tước Tử bình tĩnh đứng trên mặt đất, con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm trên bầu trời tà lôi. Trên bầu trời, tà lôi không ngừng rơi xuống. Mỗi một đạo tà lôi bên trong, đều ẩn chứa thất phẩm cấp bậc lực sát thương, nhưng cũng liền thất phẩm trung đẳng cường độ, uy lực cũng không cường đại. Vân Tước Tử thậm chí căn bản không cần phản kích, bên người nàng không ngừng có huyền băng ngưng tụ. Mỗi một đạo tà lôi rơi xuống, đều sẽ bị bên người nàng huyền băng biến thành băng trụ triệt tiêu mất. Đây chính là cửu u tà ma nhóm độ thất tấn bát thiên kiếp. Rất yếu huyền nữ Môn Vân Tước Tử nói khẽ. Trận này thiên kiếp, đã kéo dài một đêm thời gian, nhưng từ đợt thứ nhất bắt đầu đến bây giờ, tà lôi cường độ liền không có biến hóa qua. Từ đầu đến cùng duy trì đồng dạng cường độ cùng phạm vi. Nhìn như thanh thế thật lớn tà lôi, đối Vân Tước Tử mà nói, căn bản không có một tia uy hiếp. Đây cũng quá nhàm chán đi, Vân Tước Tử nói, thua thiệt nàng còn tưởng rằng bản thân cũng phải giống như Bạch Tôn Giả, đi tiếp nhận thiên kiếp đạn đạo, thiên kiếp bom nguyên tử, loại kia kích thích thiên kiếp. Cho nên, cảm giác tự thân muốn ma kiếp lúc, không chút do dự liền tiến vào đến, ma kiếp thế giới tấn thăng bát phẩm. Nhưng không nghĩ tới ma kiếp đã vậy còn quá yếu. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Vân Tước Tử hơi vung tay, tại nàng dưới chân băng trụ đột nhiên luồn lên, đưa nàng nâng phóng tới hư không. Sau đó, nàng hai tay hợp lại, hàn băng thế giới. Khổng lồ tà năng từ trong cơ thể nàng hiện ra đến, hóa thành màu đen hàn băng, bao phủ hướng lên bầu trời bên trong tà lôi. Tạch tạch tạch. Trong chớp mắt, trong hư không tà lôi kiếp vân lại bị Vân Tước Tử băng phong, hóa thành một lớn đà hai cây số lớn khối băng, từ không trung ngã xuống. 7 tấn 8 ma kiếp, vậy mà chỉ có loại uy lực này. Cho nên cửu u thế giới bát phẩm tà ma mới có thể nhiều như vậy sao? Vân Tước Tử thầm nghĩ trong lòng. Ba bị băng phong tà lôi kiếp mây rơi xuống đất. Nhưng sau một khắc, trên bầu trời một lần nữa có một mảnh kiếp vân hiển hiện. Vẫn như cũ là hai cây số lớn nhỏ, vẫn như cũ là đầy trời tà lôi, vẫn như cũ là thất phẩm trung đẳng tà hữu cường độ, hướng phía Vân Tước Tử bổ tới. A, hỏng mất có được hay không, ngươi liền không thể biến mạnh hơn một chút sao? Vân Tước Tử cả giận nói. Trên người nàng vô số dựng thẳng băng bạo phát đi ra, đem rơi xuống tà sét đánh tán. Quá kém, quá kém. Vân Tước Tử phất một cái bản thân cái kia dày rộng dài tóc xanh, ta hối hận rồi. Nàng quyết định, kiếp này nàng không muốn độ. Cửu u thế giới ma kiếp quá yếu, không có ý nghĩa. Nàng muốn về hiện thế, đi độ thiên kiếp. Thiên kiếp đạn đạo, thiên kiếp bom nguyên tử, thậm chí là thiên kiếp bom hydro. Tại cái kia BOOOOOM trong bạo tạc, thể nghiệm tử vong giáng lâm kích thích. Cái này ma kiếp, ta không độ, thả ta ra ngoài. Vân Tước Tử lớn tiếng kêu lên. Thanh âm của nàng, tại ma kiếp không gian bên trong vang trở lại. Mà liền tại khoảng cách nàng cách đó không xa trong hư không, hóa lỏng quả cầu kim loại. Cái này kịch bản không đúng. Thân là cửu u chúa tể hắn, âm thầm ra tay, tại không cải biến thiên kiếp tổng thể năng lượng điều kiện tiên quyết, để Vân Tước Tử, ma kiếp, lấy cố định uy lực, cố định tốc độ hạ xuống.
Hắn dạng này hao tâm tổn trí phí sức, vì để Vân Tước Tử có thể thuận lợi vượt qua 7 tấn 8 thiên kiếp, tấn thăng huyền thánh quá trình vạn vô nhất thất. Nhưng nữ nhân này, tựa hồ không lĩnh tình, còn rất bất mãn. Người tu luyện tại độ kiếp thời điểm, không đều mong mỏi thiên kiếp uy lực có thể yếu một điểm sao? Làm sao bây giờ, phải thêm lớn thiên kiếp uy lực sao? Chương 1084, tật xấu không thể chiều. Nếu như bây giờ tăng lớn ma kiếp uy lực, há không có loại, bị uy hiếp, cũng thỏa hiệp, cảm giác. Loại cảm giác này, hóa lỏng quả cầu kim loại rất không thích. Nhưng là nếu như không thêm lớn ma kiếp uy lực, luôn cảm giác vị này, thụ ô nhiễm giả, lại ở ma kiếp bên trong yêu thiêu thân. Thể lỏng quả cầu kim loại rơi vào trầm tư. Hắn suy tư một lát, sau đó quyết định, tiếp tục theo bản thân kịch bản tới. Nơi này chính là ma kiếp thế giới, vị này, thụ ô nhiễm giả, chẳng lẽ còn có thể chơi ra hoa đến. Cái này ma kiếp, nàng là muốn độ cũng phải độ, không muốn độ cũng phải cho ta hảo hảo độ. Đến mức không muốn độ kiếp, muốn rời khỏi. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Như là đã tiến vào ma kiếp không gian, liền không có bỏ dở nửa chừng khả năng. Hoặc là cửu u hiển thánh, hoặc là độ kiếp thất bại mà chết. Thật sự cho rằng đây là nhà mình vườn rau xanh, muốn vào liền vào. Muốn ra liền ra. Dù sao, ma kiếp uy lực cứ như vậy, sẽ không lại tăng lên, cũng sẽ không thay đổi. Người ưa thích cũng phải sát bên, không thích cũng phải nhẫn lấy. Ngoan ngoãn chờ cái này một đợt cố định uy lực, cố định tốc độ ma kiếp bổ xong, cửu u hiển thánh đi. Thể lòng quả cầu kim loại thầm nghĩ trong lòng. Trừ phi cái này, thụ ô nhiễm giả, đầu óc hư mất, từ bỏ chống lại, nằm bị ma kiếp thiên lôi cuồng bổ, tự tìm đường chết. Nhưng là, bất kể là chư thiên vạn giới người tu luyện, vẫn là cửu u tà ma, sở dĩ vất vả tu luyện, mục đều là chứng đạo trường sinh. Lại nơi nào sẽ có người nằm bị cướp lôi cuồng bổ? Phải biết, một khi tại kiếp lôi hạ chết mất, đó là thần hình câu diệt hạ tràng. Đang lúc thể lỏng quả cầu kim loại nghĩ như vậy thời điểm. Ma kiếp phía dưới, Vân Tước Tử đưa tay phất một cái mái tóc dài của mình. Sau đó, nàng tán đi bên cạnh mình huyền băng, bất kể là phòng ngự dùng vẫn là công kích dùng, toàn bộ tản sạch sẽ. Tiếp đó, nàng lại đem trên người mình pháp bào cởi, thu vào. Chỉ để lại bên trong một thân phổ thông quần áo. Chính là tại người bình thường trong tiệm bán quần áo tùy ý mua loại kia, không mang theo một tia pháp lực. Lại nói tiếp, Vân Tước Tử ngay tại chỗ một nằm, không phòng, không tránh, không tránh, cứ như vậy chờ lấy trên bầu trời ma sét đánh đến trên người nàng. Thể lỏng quả cầu kim loại. Mẹ nó, cái này ra hỏa đầu óc có bệnh. Rầm rầm rầm. Trong hư không, màu tím đen ma lôi rơi vào tán đi hết thảy phòng ngự Vân Tước Tử trên người. Vân Tước Tử phát ra êm tai tiếng kêu. Nói thế nào cũng là 7 tấn 8, ma kiếp, coi như bị thể lỏng quả cầu kim loại tận lực giảm thấp xuống uy lực, nhưng nó còn cụ bị thất phẩm trung đẳng công kích lực độ. Lại thêm, ma kiếp, thuộc tính đặc biệt, đối cửu u sinh vật có thương tổn tăng thêm, đối thụ ô nhiễm trạng thái, Vân Tước Tử đồng dạng có uy lực công kích tăng thêm. Một đợt ma kiếp qua đi, Vân Tước Tử thân thể bị đánh không ngừng run rẩy, dòng điện tại trong cơ thể nàng tán loạn. Lại có ma hỏa xâm nhập thân thể của nàng, đốt cháy nội tạng của nàng. Trừ cái đó ra, tâm ma chi lực, sẽ còn đem Vân Tước Tử linh hồn đưa vào tàn khốc huyễn cảnh bên trong tiến hành tra tấn. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Vân Tước Tử một bên kêu thảm, còn vừa đưa tay từ miệng trong túi, móc ra bản thân cái kia đặc chế điện thoại. Nàng thừa dịp đợt tiếp theo ma kiếp giáng lâm lỗ hổng thời gian, điều chỉnh tốt góc độ, cho mình tới mấy chương tự chụp. Như thế một bộ mỹ nhân gặp nạn cầu, không vỗ xuống đến rất đáng tiếc. Nói không chừng về sau còn có thể dùng hắn đến trêu chọc một chút tam lãng đạo hữu. Rầm 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 lại một đợt kiếp lôi rơi xuống. Vân Tước Tử thật nhanh thu hồi điện thoại di động của mình, tiếp tục yên lặng nằm xong, cắn chặt răng, tiếp nhận cái này tím đen giảng pháp lôi cuồng bổ. Thể lỏng quả cầu kim loại. Cái này ra hỏa đến cùng có ý tứ gì a? Có ý tứ gì a? Có ý tứ gì a? Đây là muốn chết đúng hay không? Chưa từng thấy như thế không theo lý ra bài ra hỏa a, bởi vì thiên kiếp không có ý nghĩa, không muốn độ loại này vô cùng gay gâu lý do, liền trực tiếp từ bỏ chống cự, nằm bị thiên kiếp cuồng bổ, một bộ, không muốn sống, lưu manh dạng. Đây là muốn chết. Kẻ như vậy, đến cùng là thế nào sống đến bây giờ? Hơn nữa còn tu luyện đến thất phẩm tôn giả cảnh giới. Đợi chút nữa, chẳng lẽ là nàng đã nhận ra ta tồn tại? Cố ý muốn thử dò xét ta, thể lỏng quả cầu kim loại đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng.
nhưng ngay lúc đó, khả năng này bị hắn phủ định. Nữ nhân này từ đầu tới đuôi liền không có phát giác bất kỳ vật gì, mà lại hắn giáng lâm, ma kiếp thế giới, hình thức là mới nghiên cứu ra được, ngoại trừ nó lão đối đầu, bạch, bên ngoài, tuyệt đối không có khả năng bị người khác phát giác sự tồn tại của nó. Rầm rầm rầm. Trong hư không ma kiếp vẫn như cũ nhẹ nhàng, hữu lực rơi xuống, nổ tại Vân Tước Tử trên thân. Vân Tước Tử đã bị đánh mình đầy thương tích, mái tóc dài màu xanh lam đều có phát cháy dấu hiệu. Trên đường, thậm chí còn có một đợt theo ma kiếp mà đến ma hỏa bạo tạc, trực tiếp đem Vân Tước Tử nổ đã hôn mê. Nhưng ngay cả như vậy, Vân Tước Tử vẫn không có tiến hành chống cự. Nàng cứ như vậy cuộn thành một đoàn, nằm trên mặt đất, không phản kháng, không phòng ngự, không tiến công, không né tránh, không tự lành, triệt để từ bỏ trị liệu. Tiếp tục như vậy nữa, nàng kết cục chỉ có một cái kia chính là chết. Cái này ra hỏa, sẽ không thật sự muốn chết à. Thể lòng quả cầu kim loại trong lòng không hiểu phiền não. Cái này ra hỏa, có thể quan hệ đến nó kế hoạch lớn. Nếu như nàng chết mất, muốn lại tìm một cái thích hợp, thủ ô nhiễm giả, lại không biết muốn ngày tháng năm nào. Mà hắn hiện tại, rất thiếu thời gian. Hắn đối ứng vị kia, trạng thái càng ngày càng hỏng bét, không có nhiều thời gian như vậy dùng để lãng phí. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn thỏa hiệp, đem, ma kiếp, uy lực tăng lên một chút, tăng lên tới để thụ ô nhiễm giả, hài lòng trình độ. Để cho nàng một lần nữa có động lực, đứng lên nghiêm túc độ kiếp. Thể lòng quả cầu kim loại lại nghiêm túc trầm tư một lát. Phi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mọi người tật xấu đều là làm sao đi ra, đều là chiều đi ra. Hắn tuyệt đối không chiều nàng tật xấu. Ta tình nguyện đem, ma kiếp, uy lực đè thêm một chút. Ép đến làm sao bổ đều phách không chết, thụ ô nhiễm giả, trình độ, để cho nàng thuận lợi hoàn thành độ kiếp. Thể lòng quả cầu kim loại thầm nghĩ trong lòng. Ngươi không phải là muốn nằm bị, ma kiếp, đánh chết sao? Vậy ta liền để ngươi nằm bổ tới bát phẩm. Thế là, thể lòng quả cầu kim loại lại vận dụng bản thân, cửu u chúa tể quyền hạn, đối Vân Tước Tử thiên kiếp lần nữa tiến hành sửa chữa. 7 tấn 8 thiên kiếp, cũng có cái thấp nhất uy lực. Liền xem như thể lòng quả cầu kim loại. Tại sửa chữa lúc, cũng không có khả năng trực tiếp đem thiên kiếp uy lực đổi thành chỉ có tam, tứ phẩm cấp bậc uy lực. Hắn xuất thủ, đem Vân Tước Tử, ma kiếp, uy lực, điều chỉnh đến thất phẩm sơ uy lực. Loại trình độ này ma kiếp, đối thất phẩm đỉnh phong thực lực và thể chất huyền nữ môn Vân Tước Tử tới nói, đã không còn chí mạng, nhiều nhất bổ xuống nửa chết nửa sống. Chỉ cần bất tử, chỉ cần có thể thuận lợi để cái này nha tấn thăng, liền không có vấn đề. Thể lòng quả cầu kim loại rất hài lòng. Nguyên bản cuộn thành một đoàn huyền nữ môn Vân Tước Tử, có chút mở to mắt, mê mang nhìn về phía bầu trời. Ma kiếp uy lực, tựa hồ lại thấp xuống một số. Trước đó ma kiếp đánh vào trên người lúc, còn sẽ có kịch liệt đau nhức cảm giác. Nhưng bây giờ ma kiếp tới người lúc, thống khổ cảm giác giảm bớt một nửa trở lên. Làm cái lông a, vì cái gì thiên kiếp uy lực ngược lại càng ngày càng nhỏ. Chẳng lẽ là ta bị đánh lấy bổ, thành thói quen. Huyền nữ môn Vân Tước Tử bò lên, nàng lúc này trên người quần áo đều đã trải qua còn sót lại không chịu nổi, dù sao cũng là người bình thường quần áo, mà lại nàng lại triệt để từ bỏ chống cự cùng phòng ngự, những này quần áo tự nhiên không cách nào tại, ma kiếp, hạ bảo hộ hoàn chỉnh. Rầm rầm rầm, ma kiếp rơi trên người Vân Tước Tử, nàng tinh tế cảm ứng một chút. Vân Tước Tử, uy lực thật đúng là thấp xuống, nguyên bản thất phẩm trung đẳng uy lực ma kiếp, hiện tại nhiều nhất chỉ có thất phẩm sơ đẳng. Loại này nhược kê đồng dạng công kích, nàng coi như từ bỏ tất cả phòng ngự cộng bản thân bị trọng thương, đều không chết được. Hối hận rồi, Vân Tước Tử lẩm bẩm nói. Rõ ràng hiện thế thiên kiếp như vậy bổng, nàng lại não co lại, đến độ cái này nhược kê đồng dạng, ma kiếp, một điểm ý tứ đều không có. Nàng cứ như vậy ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, tiếp nhận, ma kiếp, oanh tạc. Liền phòng ngự đều không cần phòng ma kiếp, còn độ cái giám a. Như vậy. Coi như tấn thăng bát phẩm cũng không có ý gì. Vân Tước Tử sâu kín thở dài. Cửu Châu nhất hào quần bên trong, cái khác tôn giả đạo hữu khi độ kiếp, lại là thiên kiếp đạn đạo, trọng thản, thiên kiếp bom nguyên tử, thiên kiếp bom hydro, một đợt so một đợt kích thích, một đợt so một đợt tiếp cận tử vong. Chờ những này đạo hữu độ kiếp sau khi thành công, cùng bọn vãn bối chia sẻ, 7 tấn 8 độ kiếp, kinh nghiệm, lại kích thích lại có hoa quả khô. Nhưng nàng đâu? Nàng liền phòng ngự đều cởi hết, cứ như vậy giống cá ướp muối đồng dạng phơi lấy, liền bát phẩm.
đến lúc đó nàng muốn làm sao cho vãn bối truyền thụ kinh nghiệm. Cũng không thể để bọn hậu bối cũng giống như nàng muốn chết, cởi sạch phòng ngự, giống cá ướp muối đồng dạng phơi lấy độ kiếp a. Vân Tước Tử tâm thật mệt mỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Nhược Kê đồng dạng kiếp vân. Thật chẳng lẽ không có cách nào, để thiên kiếp biến mạnh lớn một chút sao? Chờ dưới, đúng a. Ta có thể cho, ma kiếp, uy lực biến càng mạnh lớn một chút a. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm nha. Luận như thế nào để thiên kiếp uy lực biến mạnh hơn, càng bá đạo. Có một cái biện pháp đơn giản nhất bất kể là cái nào thể hệ người tu luyện đều hiểu được biện pháp. Cái kia chính là mấy vị đạo hữu cùng một chỗ độ kiếp, đến lúc đó thiên kiếp cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Nhưng là vấn đề lại tới. 7 tấn 8 độ kiếp, là bị kéo vào đến một cái độc lập bên trong tiểu thế giới. Toàn bộ ma kiếp thế giới bên trong, liền huyền nữ môn Vân Tước Tử một cái. Nàng muốn từ nơi nào đi tìm một cái, đạo hữu theo nàng cùng một chỗ độ kiếp. Ân, thật là có. Chỉ thấy Vân Tước Tử đầu tiên là hai tay sát nhập, khắc họa một cái hình cầu phòng ngự trận. Sau đó, nàng đưa tay để vào phòng ngự trận bên trong, từ không gian của mình trang bị bên trong lấy ra một chương bị phong ấn trang giấy nát rác. Uy là ngân phiếu sao? Có thể nghe thiếp thân nói chuyện sao? Huyền nữ môn Vân Tước Tử đối tờ giấy này phiến nát rác kêu lên. Ước chừng mười mấy hơi thở thời gian sau. Tờ giấy này phiến nát rác giật giật, ngọa thảo, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta sẽ thấy ngươi? Nơi này là địa phương nào? Nơi này là ma kiếp thế giới. Huyền nữ môn Vân Tước Tử cười ha hả nói, ngân phiếu đạo hữu, có hứng thú hay không cùng thiếp thân cùng một chỗ độ cái kiếp? Đợi chút nữa, vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vân Tước Tử, người đối với ta làm cái gì? Trang giấy nát rác hoảng sợ nói. Chương 1085, đòi tiền không muốn mạng có một đầu. Hắn chỉ là một trương viễn cổ thiên đình thông dụng tiền giấy, cũng không phải cửu u tà vật, vì cái gì ý thức sẽ xuất hiện tại ma kiếp thế giới? Vân Tước Tử đối với nó làm cái gì? Ngân phiếu nhớ kỹ, bản thân vừa rồi rõ ràng còn tại bản thân tiểu động phủ bên trong. Vui vẻ đếm lấy linh thạch, đây là hắn thích nhất việc làm. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác chân của mình có chút ngứa nó chân cụ thể chỉ là ngân phiếu dưới đáy vị trí. Sau đó, hắn xoay người hướng bản thân, chân, bộ nhìn thoáng qua. Chính là như thế một nhìn, hắn đột nhiên phát hiện mình ý thức trở nên hoảng hốt. Lại nói tiếp, huyền nữ môn Vân Tước Tử mặt, liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Đồng thời, huyền nữ môn Vân Tước Tử còn mời hắn cùng một chỗ độ kiếp. Nói đùa cái gì? Thiên kiếp loại vật này là có thể cùng một chỗ độ sao? Tụ tập cùng một chỗ độ kiếp người, đều là ngu xuẩn có được hay không? Hắn thân là một trương tử viễn cổ thiên đình thời đại liền còn sống sót ngân phiếu, dưới cơ duyên xảo hợp khai linh trí, tu hành không dễ, hắn còn không có sống đủ, mới sẽ không bồi Vân Tước Tử điên. Thế là, ngân phiếu đại gia nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Vân Tước Tử đề nghị. Ta cự tuyệt, ta mới sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ độ kiếp. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Mặt khác, Vân Tước Tử ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Vì cái gì một bộ phận của thân thể ta hội trong tay ngươi? Ngân phiếu cắn răng nói. Không không không, thiếp thân nhưng cho tới bây giờ không đối ngươi làm một chuyện gì. Vân Tước Tử mỉm cười nói, ngươi cùng thiếp thân là quan hệ hợp tác, chúng ta là bình đẳng quan hệ, giữa chúng ta hữu nghị hội trường tồn. Thiếp thân cũng sẽ không làm loại này đoạn tuyệt giữa chúng ta quan hệ hợp tác sự. Vậy tại sao một bộ phận của thân thể ta hội trong tay ngươi? Ngân phiếu nghiến răng nghiến lợi nói. Là chính ngươi kéo xuống đến, nói muốn làm thành lễ vật đưa cho thiếp thân. Vân Tước Tử nói. Khẩu hồ, loại chuyện này làm sao có thể? Ngân phiếu cả giận nói, ngươi gặp qua ai tặng quà, sẽ đem thân thể của mình một bộ phận chém xuống, làm lễ vật đưa ra ngoài. Ngươi a, Vân Tước Tử nói. Đừng nói giỡn, Vân Tước Tử. Hôm nay ngươi nếu là không có thể nói ra cái 1-2-3 đến, giữa chúng ta quan hệ hợp tác liền đoạn tuyệt. Ngân phiếu cả giận nói. Thiếp thân nói, câu câu là thật, như có hư giả, thiên lôi đánh xuống ân không đúng, thiếp thân hiện tại đang độ kiếp, kiếp lôi đang cuồng bổ đây. Vân Tước Tử cười một tiếng, sau đó chậm rãi giảng thuật, chuyện là như thế này, nhớ kỹ đó là một cái bình thường ban đêm. Ngân phiếu đạo hữu ngươi thật giống như uống rượu say, còn không biết cùng vị nào đại yêu đánh một trận. Liền thân thể đều bị đánh phá. Về sau, đạo hữu ngươi mang theo bản thân tổn hại thân thể, ngự kiếm đến thiếp thân động phủ, mời thiếp thân xuất thủ bổ tốt thân thể của ngươi. Thiếp thân gặp tại ngươi và ta nhiều năm hợp tác trên mặt mũi,
liền sử dụng chân quý vật liệu, chữa trị thân thể của ngươi. Chờ thiếp thân đem đạo hữu thân thể chữa trị hoàn tất phía sau lại thuận tay cho đạo hữu phát một chương giấy tờ, bởi vì chữa trị vật liệu rất đắt, khoản này vật liệu phí thiếp thân là không thể bạch ra. Không có mau bệnh, Vân Tước Tử giảng có lý có cứ. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nhưng cái này cùng ta bộ phận thân thể trong tay ngươi có quan hệ gì? Ngân Phiếu trừng to mắt nói, Vân Tước Tử không phải là để nó lấy thân gán nợ đi. Trước hết nghe thiếp thân kể xong, Vân Tước Tử một bên đỉnh lấy, ma kiếp, quanh tạc, một bên tiếp tục nói, lúc ấy đạo hữu thu đến thiếp thân giấy tờ lúc, đột nhiên kêu to đòi tiền không, muốn mạng có một đầu, lăn lộn đầy đất lấy đại náo. Thiếp thân gặp đạo hữu còn tại say rượu trạng thái, thế là chuẩn bị làm cho đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt, chờ đạo hữu thanh tỉnh phía sau lại cùng ngươi tính toán bút chướng này. Bất quá, để thiếp thân không nghĩ tới chính là lăn lộn, đạo hữu đột nhiên xoay người. Từ trên thân thể của mình kéo xuống một mảng lớn thân thể, đưa cho thiếp thân. Đạo hữu còn nói, chính ngươi thân thể chính là ngân phiếu, đã như vậy, hay dùng chính ngươi thân thể gán nợ. Đạo hữu lúc ấy nói lẽ thẳng khí hùng. Đồng thời, đạo hữu còn thân hơn khẩu nói cho thiếp thân, nói mảnh này trong thân thể ẩn chứa đạo hữu ý chí, chỉ cần thiếp thân một chút thi pháp, liền có thể đưa ngươi ý chí dẫn đạo tới. Ngân phiếu. Thiếp thân vốn không muốn nhận lấy đạo hữu bộ phận này thân thể. Nhưng say rượu trạng thái đạo hữu không thèm nói đạo lý, quả thực là để thiếp thân nhận bộ phận này thân thể, còn nói nếu như không thu chính là xem thường ngươi, từ đó liền cự tuyệt lại hợp tác. Thiếp thân đành phải nhận đạo hữu bộ phận này thân thể. Mặt khác phải nhắc nhở đạo hữu, cuối cùng, thiếp thân lại sử dụng một bộ phận tài liệu quý hiếm, đem đạo hữu xé toang thân thể bộ phận bổ sung. Nói đến, thứ hai bút vật liệu phí, thiếp thân cũng còn không có cùng đạo hữu thanh toán đây. Huyền nữ môn Vân Tước Tử bình tĩnh nói. Ngân phiếu. Hắn tựa hồ thật sự nghĩ tới, nó thật sự có một lần uống nhiều quá đó là cùng người tổ đội tại thăm dò một chỗ di tích lúc, từ đó đạt được một nhóm chân chính tiên nhưỡng. Về sau, hắn không cẩn thận liền uống nhiều quá. Hắn thậm chí không nhớ rõ bản thân là thế nào uống rượu. Là đem chọn tấm vé thân ngâm ở tiên nhưỡng bên trong. Vẫn là dùng biện pháp gì hấp thu tiên nhưỡng. Dù sao hắn say, mơ hồ trong đó còn nhớ rõ bản thân tìm một đầu đại yêu đánh một trận. Tỉnh nữa lúc đến, phát hiện mình không hiểu thấu xuất hiện tại Vân Tước Tử trong động phủ. Cho nên, kỳ thật một ngày đó phía sau ta, chân, ta chỉ là, ta phiếu thân dưới đáy cái kia bộ phận, kỳ thật đều là Vân Tước Tử ngươi bổ. Ngân phiếu hỏi. Đúng vậy, huyền nữ môn Vân Tước Tử nói, thiếp thân tay nghề vẫn rất tốt, ta đoán, đạo hữu đến nay cũng không phát hiện bản thân bộ phận thân thể đã thay đổi đi. Ngân phiếu đại gia chỉ cảm thấy sinh không thể luyến. Tốt a. Một phần của thân thể hắn tại huyền nữ môn Vân Tước Tử trong tay đã thành sự thật, đồng thời ý chí của nó bị dẫn dắt đến cái này một mảnh nhỏ trên thân thể cũng đã là sự thật, không cách nào cải biến. Nói đi, muốn thế nào mới bằng lòng đem ta bộ phận này thân thể trả lại cho ta? Ngân phiếu trầm giọng nói. Bồi thiếp thân cùng một chỗ độ cái kiếp thế nào? Ngươi nhìn, thiếp thân hiện tại thiên kiếp đơn giản yếu cực kỳ, một điểm ý tứ đều không có. Vân Tước Tử lập tức nói. Ngại thiên kiếp uy lực yếu, người đây là đang muốn chết phải không? Ngân phiếu cả giận nói. Thật là, người cùng thiếp thân cũng không phải lần thứ nhất hợp tác rồi. Vân Tước Tử nở nụ cười, băng lam lông mi nháy, phong tình vạn trùng thiếp thân, khi nào không đang tìm chết. Ngân phiếu. Suy tính một chút sao? Chỉ cần ngươi trợ thiếp thân một chút sức lực, chờ trở về hiện thế, đạo hữu bộ phận này thân thể, thiếp thân cam đoan toàn bộ trả lại, rất có lời đi. Thiếp thân nhớ kỹ đạo hữu thực lực, kỳ thật đã từ lâu đến tấn cấp bình cảnh. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn hạ thiên kiếp. Cho nên, đạo hữu không bằng thừa dịp hiện tại, sử dụng cái này một bộ phận thân thể, tại, ma kiếp thế giới, bên trong dẫn hạ thiên kiếp, cùng thiếp thân chung độ kiếp nạn này đi. Vân Tước Tử khích lệ nói. Ngân phiếu, vạn nhất, thiên kiếp rơi xuống, trực tiếp đem ta bộ phận này thân thể hủy diệt, ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Yên tâm. Ngươi phải tin tưởng thiếp thân thực lực, Vân Tước Tử nói. Ngân phiếu, ngươi cái bộ dáng này, để cho ta làm sao tin tưởng ngươi. Cho nên, ta cự tuyệt. Vân Tước Tử bộ dáng bây giờ thảm cực kỳ, mình đầy thương tích, trên người thỉnh thoảng còn có kiếp lôi hồ quang điện bạo tạc. Ai ngân phiếu đạo hữu, có mấy lời kỳ thật thiếp thân không muốn giảng thấu. Bởi vì giảng thấu, liền không có ý tứ. Nhưng hôm nay, thiếp thân vẫn là cùng ngươi giảng minh bạch đi. Vân Tước Tử chậm rãi nói, đạo hữu, ngươi bây giờ bộ phận này, thân thể tại thiếp thân trong tay.
Coi như ngươi không dẫn hạ, thiên kiếp, tăng cường thiếp thân thiên kiếp uy lực. Nhưng thiếp thân chỉ cần tiện tay đem đạo hữu bộ phận này thân thể hướng bên cạnh quăng ra, trên bầu trời đánh xuống ma kiếp, trực tiếp sẽ đem đạo hữu bộ phận này thân thể oanh thành cặn bã. Ngân phiếu. Nói cách khác, đối đạo hữu tới nói, đạo hữu bộ phận này thân thể bị hủy diệt là xấu nhất kết cục. Nhưng là, đạo hữu nếu là chịu trợ thiếp thân một chút sức lực, như vậy thiếp thân liền sẽ cố gắng bảo hộ đạo hữu bộ phận này thân thể. Không nói trước, thiếp thân đến lúc đó có thể thành công hay không bảo vệ tốt đạo hữu, nhưng ít ra đạo hữu thân thể còn có còn sống sót khả năng. Cho nên, đây là chết bên trong cầu sinh, cục diện. Đạo hữu, hiện tại, ngươi còn có lý do cự tuyệt sao? Vân Tước Tử ngon ngọt cười. Ngân phiếu, Nhật Nâm. Quyết định đi, đạo hữu. Vân Tước Tử nói, nhắc nhở bạn, thiếp thân trong tay phòng ngự trận pháp không kiên trì được thời gian quá dài, nhiều nhất 10 giây, phòng ngự trận pháp muốn băng diệt. Đạo hữu bộ phận này thân thể sẽ bại lộ tại, kiếp lôi, phía dưới. Ta giúp, ngân phiếu khổ sở nói, nhưng ta có một cái điều kiện, một khi ta giúp ngươi dẫn hạ thiên kiếp, ngươi nhất định phải trước tiên giải trừ đối ta, ý thức, hấp xả, để cho ta ý thức trở về bản thể đi. Nó cái này một bộ phân thân thể bồi tiếp Vân Tước Tử điên đi. Ý thức của nó cũng không muốn bồi tiếp cùng một chỗ độ ma kiếp. Đạo hữu quả nhiên sảng khoái, thiếp thân đáp ứng ngươi điều kiện. Vân Tước Tử nói, ngươi sử dụng bộ phận này thân thể dẫn hạ thiên kiếp, cường hóa thiếp thân ma kiếp uy lực. Mặc kệ có thành công hay không, thiếp thân còn sống trở về, liền nhất định đem đạo hữu bộ phận này thân thể trả lại. Ngân phiếu hít sâu một hơi, bộ phận này trong thân thể tồn trữ lấy linh lực vận chuyển lại. Tại ma kiếp thế giới bên trong, có thể dẫn hạ thiên kiếp sao? Ngân phiếu cùng Vân Tước Tử cũng không biết làm như vậy sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, chẳng qua nếu như vô hiệu, chỉ cần ngân phiếu lợi dụng bộ phận thân thể đi làm nhiễu, ma kiếp án lấy quy tắc, ma kiếp cũng sẽ đạt được nhất định cường hóa. Mà lúc này, hóa lỏng quả cầu kim loại toàn bộ hành trình duy trì chú ý. Vậy mà nghĩ đến lợi dụng yêu sủng thiên kiếp, tăng cường bản thân ma kiếp uy lực. Cái này ra hỏa, cứ như vậy muốn tìm cái chết sao? Nhưng là, có ta ở đây một bên chấn áp, mà kiếp uy lực sẽ không tăng lên quá nhiều. Hóa lỏng quả cầu kim loại thầm nghĩ trong lòng, hắn phải bảo đảm Vân Tước Tử độ kiếp thuận lợi, tuyệt đối sẽ không để ma kiếp uy lực lung tung tăng lên. Ngân phiếu, tồn tại, bị hóa lỏng quả cầu kim loại xem như là huyền nữ môn Vân Tước Tử yêu sủng. Theo ngân phiếu phóng thích linh lực phía sau hắn bị, ma kiếp, xác định là thiên kiếp quấy nhiễu người. Trong hư không, ma kiếp uy lực chủ động tăng lên một điểm. Hữu hiệu, bất quá còn chưa đủ. Huyền nữ môn Vân Tước Tử ám đạo. Oanh! Trong hư không, lại có một đợt lôi kiếp hạ xuống. Đạo này lôi kiếp chỉnh thể hiện ra màu tím đen, nhưng nó nội bộ, lại ẩn chứa tử kim sắc lôi điện, phảng phất như là mạch máu đồng dạng, hiển nhiên là phát sinh biến dị. Biến dị kiếp lôi như kiếm, chạm trên người Vân Tước Tử. Chương 1086. Thật đã chết rồi, nói đùa cái gì? Đạo này biến dị kiếp lôi. Dung hợp huyền nữ môn Vân Tước Tử, ma kiếp, cùng ngân phiếu đạo hữu dẫn hạ, thiên kiếp, chi lực. Hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt đại kiếp, lại như thái cực âm dương đồng dạng quấn quýt lẫn nhau, hòa làm một thể. Đồng thời, hai loại khác biệt, thiên kiếp, dung hợp về sau, vậy mà hiển hóa ra kiếm hình thức ban đầu tới. Thủ đoạn tấn công như thế này, cùng đại năng giảng pháp lúc, gây nên thiên địa dị tượng có chút tương tự. Đạo này biến dị kiếp lôi chi kiếm. Tức là ma kiếp cùng thiên kiếp hợp tác công kích, cũng là thiên địa đang giảng pháp. Vô luận đối cửu u tà ma, tới nói vẫn là, nhân loại người tu luyện, tới nói, loại này hợp lại thức thiên kiếp, đều càng thêm chí mạng. Nhưng là, có ta ở đây, ma kiếp uy lực mơ tưởng tăng lên bao nhiêu. Tiếp tục cho ta tượng đầu cá ướp muối đồng dạng độ xong ma kiếp, tiến vào bát phẩm trạng thái đi. Một bên âm thầm chú ý hóa lỏng quả cầu kim loại thầm nghĩ trong lòng. Ma kiếp thế giới thế nhưng là địa bàn của nó, mặc kệ Vân Tước Tử làm sao dày vò, cũng đừng nghĩ làm lớn tin tức. Hóa lỏng quả cầu kim loại trong phút chốc xuất thủ điều chỉnh, tại biến dị ma kiếp chi kiếm chạm trên người Vân Tước Tử trước đó, thật nhanh đem uy lực của nó điều chỉnh đến mức thấp nhất. Đối mặt biến dị ma kiếp chi kiếm, vết thương chồng chất huyền nữ môn Vân Tước Tử, con mắt biến sáng lên. Nàng từ nơi này đạo, biến dị ma kiếp chi kiếm, bên trong, ngửi được kích thích hương vị. Mặc dù cùng bạch đạo hữu khi độ kiếp loại kia, thiên kiếp đạn đạo, thiên kiếp đạn hạt nhân, còn có chút chênh lệch, nhưng cái này biến dị ma kiếp chi kiếm, là một cái tốt đẹp mở đầu. Vân Tước Tử cảm giác chỉ cần mình thao tác tốt,
tiếp tục sử dụng một số khiêu khích ma kiếp thủ đoạn, nhất định có thể để trận này nhàm chán, ma kiếp, biến kích thích. Biến dị ma kiếp chi kiếm lại nhanh lại tật, chớp mắt tới người. Vân Tước Tử cũng không có lựa chọn phòng ngự, nàng trước thật nhanh đem cái kia phiến, ngân phiếu bộ phận thân thể, thu vào bản thân không gian pháp khí bên trong nàng là cái thủ tín người, quay đầu vẫn phải đem bộ phận này thân thể trả lại ngân phiếu đạo hữu, tận lực đừng cho hắn bị hủy. Đến mức ma kiếp chi kiếm uy lực, để cho nàng tự mình cảm thụ một chút đi. Khi nàng vừa đem, ngân phiếu bộ phận thân thể, thu hồi trong nháy mắt, cái kia đạo, biến dị ma kiếp chi kiếm, đã chạm ở trên người nàng. Lúc này, Vân Tước Tử trên người tất cả phòng ngự đều đã trải qua triệt hồi. Cho nên, đạo này ma lôi chi kiếm, trực tiếp đâm đến bờ vai của nàng vị trí, phá vỡ nhục thể của nàng, thân kiếm đâm vào hơn phân nửa. Sau một khắc, thiên kiếp, ma kiếp hai loại đại kiếp chi lực, rót vào đến Vân Tước Tử thể nội, điên cuồng bạo phát. Một kiếm này ẩn chứa chỉ có lôi kiếp chi lực, nhưng càng là thuần túy lực lượng, nổ lên tư vị cũng đặc biệt thuần túy, lực đạo đủ kinh. Đánh giá thấp Vân Tước Tử đột nhiên kêu lên. Nàng đánh giá thấp cái gì? Biến dị ma kiếp uy lực, vẫn là cái gì khác đồ vật? Không xong lại chơi thoát Vân Tước Tử kêu thảm, nghẹo đầu, chậm rãi ngã xuống đất. Ngã xuống lúc, Vân Tước Tử còn cần một điểm cuối cùng ý thức, để cho mình ngã xuống đất tư thế biến mỹ quan một số. Oanh! Cuối cùng, Vân Tước Tử hiện lên cuộn mình hình dạng ngã xuống đất. Tại nàng ngã xuống trong nháy mắt, trên bầu trời, ma kiếp cũng dừng lại, đã không còn ma kiếp rơi xuống. Hóa lỏng quả cầu kim loại sững sờ, ma kiếp vì cái gì ngừng? Vừa rồi, hắn không có nhúng tay đình chỉ ma kiếp vận hành a. Đã như vậy, chỉ cần độ kiếp người bất tử, đang đánh cho ma kiếp thì không nên dừng lại mới đúng. Hóa lỏng quả cầu kim loại nghĩ tới đây lúc, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác bất an dâng lên. Ánh mắt của nó tiếp cận nằm thi trạng thái bị ô nhiễm người. Chỉ thấy Vân Tước Tử trên người sinh mệnh khí tức, một chút xíu bắt đầu tiêu tán. Vết thương chồng chất thân thể, cũng dần dần đã mất đi nhiệt độ cơ thể. Chết chết rồi. Toàn bộ hành trình bảo trì chú ý thể lỏng quả cầu kim loại, trong nháy mắt một mặt mộng bức. Mẹ nó làm sao có thể? Đạo này, ma kiếp chi kiếm, uy lực đã bị ta áp chế đến mức thấp nhất, mà lại ta lặp đi lặp lại tính toán qua vị này, thụ ô nhiễm giả, trạng thái. Đạo này, ma kiếp chi kiếm, uy lực, nhiều nhất cho nàng tăng thêm bị thương thế, tuyệt đối không có khả năng chết a. Nhưng cái này ra hỏa là chuyện gì xảy ra? Chết rồi. Gặp quỷ, vì cái gì cái này ra hỏa sẽ chết mất a? Là nơi nào sai lầm? Cái nào trình tự xảy ra vấn đề? Ta không để ý đến cái gì. Thể lỏng quả cầu kim loại lúc này nội tâm, hoàn toàn không biết phải dùng cái gì từ để hình dung. Có như vậy trong nháy mắt, nội tâm của hắn phảng phất như là vũ trụ đại bạo tạc đồng dạng. Không có khả năng, coi như vừa rồi một kiếm kia uy lực lại phóng đại mấy lần, cũng tuyệt đối không có khả năng chết mất. Thể lỏng quả cầu kim loại không dám tin, hắn cẩn thận cảm ứng trước mắt vị này, thụ ô nhiễm giả. Lúc này Vân Tước Tử, sinh cơ đã toàn bộ tiêu tán, thân thể của nàng lúc này chính là một bộ thi thể lạnh lẽo. Vậy mà thật sự chết rồi, không phải giả chết hoặc giả chết. Thể lỏng quả cầu kim loại chính là cửu u chúa tể giả, tại cái này ma kiếp thế giới bên trong, cũng chỉ có bạch tiền bối tu có thể cho hắn làm điểm ngáng chân. Nhưng là, coi như bạch tiền bối tu, cùng thể lỏng quả cầu kim loại cũng chỉ là cùng cấp quan hệ. Ngay trước thể lỏng quả cầu kim loại trước mặt, chơi ngáng chân cũng có hạn độ. Tuyệt đối không có khả năng để nó liền, người chết, người sống, đều phân biệt sai lầm. Thể lỏng quả cầu kim loại không cam tâm, sử dụng bản thân chúa tể giả quyền hành, tác dụng tại Vân Tước Tử trên thi thể. Thuộc về chúa tể giả lực lượng trên người Vân Tước Tử khẽ quét mà qua, nhưng lấy được kết quả vẫn không thay đổi. Vân Tước Tử chết rồi. Cứ làm như vậy giòn chết mất. Thể lỏng quả cầu kim loại hạn vào đến tĩnh mịch đồng dạng trạng thái yên lặng bên trong. Nếu như trước đó, ta không tận lực áp chế ma kiếp. Thậm chí để ma kiếp cùng hiện thế thiên kiếp bảo trì đồng bộ đổi mới, nói không chừng, nàng, hội nghiêm túc độ kiếp, đồng thời tấn thăng bát phẩm cũng không nhất định. Thể lỏng quả cầu kim loại trong lòng đột nhiên phun lên như thế một cái ý nghĩ. Loại cảm giác này, là hối hận cảm xúc sao? Nói thật, hắn thật sự có chút hối hận rồi. Nhưng ngoại trừ hối hận bên ngoài, thể lỏng quả cầu kim loại trong lòng càng có một loại không nói ra được biệt khuất cảm giác. Thế giới này đến cùng là thế nào? Cũng bởi vì, ma kiếp, uy lực quá yếu, không hài lòng, không thích,
không kích thích loại này dám chó không kêu lý do, tìm chết đồng dạng, bỏ gánh từ bỏ phòng ngự cùng trị liệu, cuối cùng bị nhược kê đến chỉ có thất phẩm sơ đẳng thiên kiếp cho đánh chết. Nói đùa cái gì? Cái này ra hỏa trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì? Những người tu luyện trung cực hành trình là trường sinh bất hủ, mỗi một vị người tu luyện đều có bản thân trường sinh mộng. Nhưng cái này ra hỏa tính là gì? Nàng trung cực hành trình là cái gì? Là muốn chết sao? Tân tân khổ khổ tu luyện đến thất phẩm cảnh giới đỉnh cao, mấy ngàn năm khổ tu, cũng bởi vì thiên kiếp không hợp ý, loại lý do này, liền toàn ném đi, khẳng khái chịu chết. Cái kia nàng trước kia là thế nào sống tới? Trước kia thiên kiếp chẳng lẽ đều trùng hợp như vậy, thuận tâm ý của nàng đến? Chẳng lẽ liền sẽ không xuất hiện a? Tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp lại có hỏa kiếp a? Hôm nay tròm xử nữ không dễ tiếp xúc cùng lửa tương quan đồ vật, cho nên ta vẫn là chết mất được rồi. Loại tình huống này sao? Chương 1087, nhân vật tại chết mất phía sau còn sẽ có rơi màu tóc thiết lập sao? Giờ khắc này, thể lỏng quả cầu kim loại cảm giác có điểm tâm mệt mỏi. Thật vất vả tìm được một cái bố cục trọng yếu quân cờ, thật vất vả để cho nàng hoàn toàn ô nhiễm, rơi xuống làm cửu u sinh vật. Mắt thấy tiếp qua chút thời gian liền có thể bắt đầu nó kế hoạch lớn, như vương giả giáng lâm hiện thế. Nhưng hắn cái này kế hoạch lớn mới mở kích cỡ, liền đặc mã chết hiểu. Huyền nữ môn vân tước tử chết rồi, chết quá đột nhiên, đến mức thể lỏng quả cầu kim loại đều có loại trở tay không kịp cảm giác. Ma kiếp thế giới bên trong, vẫn như cũ là chết yên tĩnh giống nhau. Một hồi lâu sau. Bạch, người cút ra đây cho ta, có phải hay không lại là người động tay chân? Thể lỏng quả cầu kim loại đột nhiên giống giận. Nhưng mà lần này cái kia để hắn chán ghét thanh âm, cũng không có đáp lại hắn. Bạch tiền bối thu từ đem Tống Thư Hàng mang về hiện thế phía sau liền không có tiếp tục chú ý, ma kiếp thế giới. Thể lỏng quả cầu kim loại luôn cảm giác bạch tiền bối thu gần nhất mọi chuyện tại nhằm vào hắn, đối hắn. Nhưng trên thực tế, gần nhất bạch tiền bối thu thật đúng là không có nhiều đối tâm tư của nó. Rất nhiều nhìn như tại nhằm vào nó sự, đều là Tống Thư Hàng nồi. Thể lỏng quả cầu kim loại gầm thét qua đi, lại một lần bình tĩnh trở lại. Kỳ thật hắn trong lòng cũng có thể minh bạch, việc này hẳn không phải là bạch làm. Nếu thật là tên kia làm, tuyệt đối sẽ trước tiên nhảy ra cho nó nói xấu. Còn nữa, bạch tên kia bản thể còn bị phong ấn tại tà liên thế giới, bên trong. Không nói trước cái kia phong ấn hiệu quả như thế nào, cách một cái tà liên thế giới, mà hắn là tự mình giáng lâm ở đây. Bạch coi như muốn làm chút gì cũng không có khả năng giấu giếm được hắn. Nhưng là hắn nếu là không giống như thế một cuống họng, trong lòng kìm nén khó chịu. Hết thảy đều là bạch sai, trên thế giới này tất cả sai đều là lỗi của hắn. Tiếp xuống kế hoạch muốn làm sao? Chẳng lẽ lại muốn một lần nữa đi sàng chọn một vị người hợp lệ sao? Thể lỏng quả cầu kim loại rơi vào trầm tư. Nhưng, hắn đối ứng vị kia, hiện tại trạng thái, càng ngày càng hỏng bét. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Mà lại, tiếp theo về rất khó lại tìm đến giống vân thước tử dạng này, cơ hồ, hoàn mỹ, dung nạp hắn lực lượng tu sĩ. Điểm này, mới là thể lỏng quả cầu kim loại coi trọng như thế vân thước tử nguyên nhân trọng yếu nhất. Vân thước tử tiếp nhận cửu u tà năng, ô nhiễm, quá trình, quả thực là nước chảy thành sông. Đồng thời, cơ hồ 100% đã dung nạp thể lỏng quả cầu kim loại lực lượng, quả thực là tốt nhất dụng cụ, liền phảng phất. Nàng mệnh trung chú định sẽ trở thành nó vật chứa mà tồn tại. Chỉ là phần này đặc thù, mệnh trung chú định, cứ thế mà chết đi. Gặp quỷ, thể lỏng quả cầu kim loại oán hận nói. Hắn nhìn qua trên mặt đất vân tước tử thi thể, sau đó từ trong hư không huyễn hóa ra một đầu có thể số lượng lớn tay, muốn đem cỗ thi thể này mang đi. Vị này, thụ ô nhiễm giả, là trọng yếu vật thí nghiệm, là hắn sàng chọn đi ra hoàn mỹ nhất quân cờ. Hắn nhất định phải đưa nàng mang đi. Không thể để cho bạch tên kia tiếp xúc đến nàng. Khi nó đưa tay đến nửa chừng, nhưng lại dừng lại. Chỉ thấy vân tước tử cái kia một đầu chói mắt tóc xanh, trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng nhuộm màu, liền như là bị dội lên mực nước. Hai hơi tả hữu, huyền nữ môn vân tước tử đã từ, làm dài thẳng, biến thành, đen dài thẳng. Không chết, thể lỏng quả cầu kim loại trong lòng hơi động, hắn đầu tiên là tán đi có thể số lượng lớn tay, đồng thời điều động, cửu u chúa tể giả, quyền hành. Lần nữa đối huyền nữ môn vân tước tử thân thể tiến hành xem xét. Nhưng là, phản hồi tới được kết quả, vẫn là không có cải biến. Huyền nữ môn vân tước tử là thật chết rồi, không có một tia sinh mệnh khí tức. Thể lỏng quả cầu kim loại, kỳ quái, chẳng lẽ là chết mất phía sau khôi phục nguyên bản tóc đen.
mái tóc đen dài vân tước tử, tăng thêm nàng cái kia một thân tà mị màu tím nhạt làn da, cả người phong cách vẽ đại biến. Thật đáng tiếc, thể lỏng quả cầu kim loại không phải nhân loại, thẩm mỹ quan cùng nhân loại khác biệt. Hắn lần nữa ngưng tụ có thể số lượng lớn tay, đem vân tước tử thân thể mang đi. Thật nghĩ một tay lấy cái này vật thí nghiệm bóp nát. Thể lỏng quả cầu kim loại buồn bực một hơi, nhưng cỗ này vật thí nghiệm còn có giá trị nghiên cứu, tạm thời còn không thể tiêu hủy. Chờ nghiên cứu xong, hắn nhất định phải đem cỗ này vật thí nghiệm nghiền xương thành cho, miễn cho nhìn lấy đến lá gan đau. Thể lỏng quả cầu kim loại một tay nắm lấy huyền nữ môn vân tước tử, từ ma kiếp thế giới, bên trong trở về đến cửu u thế giới trung ương nhất. Nơi này là hắn gần nhất mới đổi ở tạm chỗ. Ở chỗ này, có một tôn trường sinh giả cấp bậc gia hỏa, bị một đầu đen kịt xiềng xích trói buộc. Vị này trường sinh giả, chính là vài ngày trước tại, Đông Chi Điện cấm địa, bị hố vị kia thạch cự nhân. Hắn bị Tống Thư Hàng hố một thanh, hướng thể lỏng quả cầu kim loại hang ổ ném đi phát huy lực kinh người không gian tạc đạn. Kết quả, hắn bị thể lỏng quả cầu kim loại bắt, cưỡng ép kéo vào đến cửu u thế giới, hiện tại hắn đang bị bách tiếp nhận cửu u tà năng tẩy lễ. Gần nhất, hắn còn tham dự thể lỏng quả cầu kim loại hai cái trọng đại, nghiên cứu thí nghiệm, hạng mục bên trong, hắn là bị nghiên cứu một cái kia. Thể lỏng quả cầu kim loại trở về phía sau đem huyền nữ môn vân tước tử thi thể phóng tới một tòa trên đài cao. Vân tước tử như vậy dày lại lớn lên tóc dài khoác vẩy, như bị tử, đưa nàng thân thể toàn bộ che đậy. Thạch cự nhân hư nhược ngẩng đầu ngắm nhìn thể lỏng quả cầu kim loại, còn có vân tước tử thi thể. Hắn gần nhất trạng thái, nhìn từ bề ngoài rất tồi tệ. Thể nội, xích tiêu tử lão đạo, để lại cho hắn hỏa diễm thương thế bùng nổ lại có cửu u tà năng thừa dịp loạn bạo động, xâm phệ thân thể của nó. Bất quá, tại hỏng bét mặt ngoài dưới, kỳ thật lại ẩn chứa một chút hy vọng sống hắn phát hiện, xích tiêu tử lão đạo lưu lại hỏa diễm cùng cửu u tà năng thuộc tính tương xung. Cả hai vậy mà lấy thân thể của nó vì chiến trường. Hiện tại, hắn chỉ cần nhẫn nại, yên lặng tích lũy sức mạnh. Nói không chừng, hắn còn có thể thừa cơ nhất cử đem xích tiêu tử tạp mao lưu cho nó ám thương chữa trị. Chờ nó khôi phục thực lực, liền có khả năng chạy ra cửu u, trở về hiện thế. Người biết nàng sao, lúc này, thể lỏng quả cầu kim loại đột nhiên mở miệng hỏi. Ha ha, thạch cự nhân cười lạnh, hắn làm sao có thể nhận biết vị này nữ tu. Chỉ là thất phẩm cảnh giới tiểu nha đầu, trước kia hắn coi như gặp qua, cũng sẽ ở vừa quay đầu liền quên. Có thể bị hắn nhớ, chí ít cũng phải có cửu phẩm kiếp tiên thực lực cấp bậc. Xem ra ngươi là không nhận ra, bất quá không có việc gì, về sau ngươi sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu một chút nàng. Thể lỏng quả cầu kim loại nói. Hắn muốn thử một chút, có thể hay không đem thạch cự nhân trạng thái sửa chữa đến cùng, vân tước tử không sai biệt lắm trình độ. Ngược lại không hắn là muốn dùng thạch cự nhân thay thế vân tước tử, dù sao bước ra bản thân, đạo kiếp tiên, không dễ khống chế. Thể lỏng quả cầu kim loại muốn, vẻn vẹn chỉ là trên người thạch cự nhân làm chút thí nghiệm mà thôi. Thạch cự nhân nghe được thể lỏng quả cầu kim loại lời nói bên trong ý tứ tất 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 tất. Thể lỏng quả cầu kim loại tự động che giấu thạch cự nhân gầm thét, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong hư không hiển hiện mấy chục loại nhiều loại dụng cụ pháp bảo. Những này toàn bộ là thể lỏng quả cầu kim loại bản thân nghiên cứu ra đồ vật, thuộc về phụ trợ thí nghiệm pháp khí. Đầu tiên, để cho ta nhìn một chút, vì cái gì ngươi có thể tiếp cận, hoàn mỹ, dung nạp lực lượng của ta. Thể lỏng quả cầu kim loại tự nhủ. Chương 1088, bá bá tống. Tại thể lỏng quả cầu kim loại điều khiển dưới, đủ loại phụ trợ pháp khí, tản ra ra trinh sát dùng màn ánh sáng, đem vân tước tử thân thể bao phủ, muốn đào móc trong cơ thể nàng bí mật. Nguyên bản lấy thể lỏng quả cầu kim loại, cửu u chúa tể giả, thân phận, thất phẩm cảnh giới vân tước tử ở trong mắt nó hẳn là không có chút nào bí mật có thể nói mới là. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, bất kể là vân tước tử bị biến dị thiên kiếp nhẹ nhàng một bổ lại đột nhiên chết rồi, vẫn là cuối cùng nàng màu tóc quỷ dị chuyển đổi, còn có cái kia rút gân đầu óc, đều để thể lỏng quả cầu kim loại cảm giác cổ quái. Sau đó không lâu, thể lỏng quả cầu kim loại dừng tay lại bên trong động tác. Hắn cái gì đều không nghiên cứu ra được. Hiện ra tại trước mặt nó, chính là một bộ rất bình thường nhân loại nữ tu thi thể, trên người nàng thương thế cũng chỉ là bởi vì, ma kiếp, bạo tạc tổn thương. Kết quả là, liền, vân tước tử, thân thể, vì sao lại hoàn mỹ như vậy xứng đôi lực lượng của nó, đều tìm không ra nguyên nhân. Ta không để ý đến cái gì, thể lỏng quả cầu kim loại ám đạo. Lúc này, hắn thấy được vân tước tử bả vai vết thương.
Loại trình độ này vết thương, thất phẩm tôn giả chỉ cần vận dụng nhục thân tự lành lực lượng, đều có thể rất nhanh khép lại. Bất quá, Vân Tước Tử bởi vì đã ngỏm củ tỏi nguyên nhân, vết thương đương nhiên sẽ không khôi phục lại. Thể lỏng quả cầu kim loại trong lòng, đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Nếu không, thử đem cỗ thân thể này khôi phục nhìn xem. Sáng tạo tái sinh, không phải hắn nắm giữ lĩnh vực. Bất quá, làm cửu u chúa tể, hắn cũng nắm giữ lấy một số thủ đoạn. Hắn muốn thử xem, có thể hay không đem, Vân Tước Tử, trọng thương thân thể trở lại như cũ nói không chừng thân thể nàng bí mật, liền giấu ở nàng thụ thương bị hư hao khu vực Vân Tước Tử nói chết thì chết, rất có thể là bởi vì trong cơ thể nàng bí mật trọng yếu, bị phá hư nguyên nhân. Hắn càng nghĩ càng cảm giác có đạo lý. Thế là, thể lỏng quả cầu kim loại ngưng tụ ra một ngón tay, hư điểm tại, Vân Tước Tử, chỗ mi tâm. Thuộc về hắn cái kia độc nhất vô nhị lực lượng, mãnh liệt mà ra, rót vào, Vân Tước Tử, thể nội, đây là siêu việt cửu phẩm lực lượng, tại cửu u thế giới liền đại biểu cho lực lượng vô địch. Cùng hắn dự tính đồng dạng, liền xem như thi thể, nhưng Vân Tước Tử thân thể vẫn như cũ có thể hoàn mỹ tiếp nhận lực lượng của nó. Vân Tước Tử vết thương, dựa theo thể lỏng quả cầu kim loại ý chí, bắt đầu khôi phục. Thể lỏng quả cầu kim loại hài lòng điểm một cái cầu thân đại biểu cho gật đầu động tác. Sau đó hắn thu hồi ngón tay của mình, tĩnh tĩnh chờ đợi Vân Tước Tử thân thể thương thế khôi phục. Tại hắn lực lượng tác dụng dưới, Vân Tước Tử thương thế trên người một chút xíu, nghịch chuyển, tới. Cũng không phải là, chữa trị khôi phục, mà là trực tiếp, thương thế nghịch chuyển. Hai hơi qua đi, Vân Tước Tử từ bên ngoài nhìn vào, tự cùng không bị thương trước đó giống như đúc, hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Thể lỏng quả cầu kim loại lần nữa duỗi ra ngón tay, chống đỡ tại mi tâm của nàng, xem biến hóa của nàng. Lần này, hắn quả nhiên có thu hoạch. Khi nó ngón tay chống đỡ tại Vân Tước Tử mi tâm lúc, mơ hồ nhìn trộm đến nàng một bộ phận ký ức. Ta quả nhiên đối nghịch, thể lỏng quả cầu kim loại thầm nghĩ trong lòng. Trước đó Vân Tước Tử trọng thương lúc, hắn không cách nào từ trên người nàng thu hoạch được bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Nhưng đưa nàng thân thể khôi phục phía sau một chút tiếp xúc liền có thể đọc đến trí nhớ của nàng đoạn ngắn. Nhưng là, vì cái gì trên thân thể thương thế khôi phục phía sau cũng tìm được cùng nàng ký ức có liên quan tình báo. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ cũng không phải là dựa vào đại não để hoàn thành, suy tư, ký ức, sự. Thể lỏng quả cầu kim loại toàn lực tìm kiếm Vân Tước Tử ký ức, ý đồ từ đó đạt được đối với hắn hữu dụng nội dung. Nhưng là, Vân Tước Tử ký ức rất vụn vặt. Phần lớn thời gian, nàng tựa hồ cũng tại khắp thế giới loạn đi dạo, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Từ núi cao đến biển sâu, từ bí cảnh đến vũ trụ, lại từ phụ cận tinh cầu đến cái khác chư thiên vạn giới, nàng một mực đang bận rộn, tìm kiếm lấy. Mà lại, trí nhớ của nàng trạng thái cũng không liên tục thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tùy ý nhảy rời. Thể lỏng quả cầu kim loại nhìn thấy nào đó mấy cái bí cảnh hình ảnh lúc, ngón tay cũng không khỏi có chút dừng lại. Có thể là bởi vì ký ức tương đối xa xôi, Vân Tước Tử trong trí nhớ bí cảnh hình ảnh rất mơ hồ. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng yếu là nàng trong trí nhớ mấy chỗ bí cảnh, thể lỏng quả cầu kim loại đều chỉ từ trong cổ tịch nghe qua sự tồn tại của bọn nó, nhưng không có cơ hội đi kiến thức. Trừ cái đó ra, nàng trong trí nhớ cái khác bí cảnh phong cách, rất cổ lão, nhìn qua phảng phất như là thái cổ thời kỳ cuối phong cách. Từ thái cổ thời đại còn sống đến bây giờ thất phẩm tôn giả. Lấy thất phẩm tôn giả thọ nguyên, liền thái cổ thời kỳ cuối đều chịu bất quá, thậm chí chống đỡ không đến viễn cổ thời đại. Xem ra, là một loại nào đó chuyển thế bí pháp. Thể lỏng quả cầu kim loại lẩm bẩm nói. Đang lúc này, Vân Tước Tử ký ức lại là một trận biến ảo. Tại đoạn này trong trí nhớ, Vân Tước Tử ngẩng đầu vọng thiên, trên bầu trời có tử khí bao phủ, giả thiên cái địa. Ký ức lại nhảy động một mực đang tìm kiếm lấy, cái nào đó sự vật trọng yếu, Vân Tước Tử, dọc theo tử khí ngưng tụ chỗ một đường tìm kiếm. Mấy năm sau, nàng gặp được một vị đồng tử. Cái kia đồng tử 5 tuổi trên dưới, lại thông hiểu vạn sách, cơ hồ nắm giữ thiên hạ tất cả tri thức. Vân Tước Tử cùng đồng tử gặp nhau, nhưng rất hiển nhiên, đồng tử cũng không phải là Vân Tước Tử muốn tìm sự vật. Thế là, nàng tại đồng tử thân bên cạnh dừng lại một đoạn thời gian, cũng dẫn đạo đồng tử từ phàm tục thế giới tiến vào càng thêm ầm ầm sóng dậy tu chân thế giới. Cái kia đồng tử tu luyện khoa trương rất, ngắn ngủi trong nửa tháng, liền từ một giới phàm phu liên tục đột phá, dược long môn, cảnh giới, tấn thăng nhị phẩm. Nho, gia, thánh, nhân, thể lỏng quả cầu kim loại cắn răng nghiến lợi đọc lên cái tên này. Nếu như nói,
trên cái thế giới này, hắn phiền nhất người là ai, vậy dĩ nhiên là khắp nơi cùng nó đối nghịch bạch. Nhưng là, tại thể lỏng quả cầu kim loại trong lòng, còn có một tên, so, bạch, còn muốn chán ghét gấp trăm lần, cái kia chính là Nho Gia Thánh Nhân. Hắn đối Nho Gia Thánh Nhân chán ghét, chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Dù cho hắn lần lượt sắp hiện ra thế nho môn phá hủy, cũng vô pháp làm dịu cái này oán niệm. Vân Tước Tử trong trí nhớ cái này đồng tử, mặc dù chỉ là đứa bé 5 tuổi. Nhưng hắn chính là hóa thành cho, thể lỏng quả cầu kim loại cũng sẽ không nhận lầm. Không nghĩ tới, hắn sàng chọn đi ra, quân cờ cùng vật chứa, lại là Nho Gia Thánh Nhân con đường tu chân người dẫn đường. Nho Gia Thánh Nhân một mực là hắn trong lòng đại địch, dù cho Nho Gia Thánh Nhân đã thần hình câu diệt, nhưng nó như trước đang phòng bị đối phương có trọng sinh, át chủ bài. Một đoạn ký ức lại một lần nhảy vọt. Vân Tước Tử cùng hài đồng thời kỳ Nho Gia Thánh Nhân phân biệt. Uy, Vân Tước Tử, người đến cùng đang tìm cái gì? Hài đồng thời kỳ Nho Gia Thánh Nhân, học đại nhân giọng điệu, dò hỏi. Ta đang tìm một người. Vân Tước Tử nghiêm túc hồi đáp. Tìm ai? Nho Gia Thánh Nhân hiếu kỳ hỏi. Ta không biết, Vân Tước Tử vẫn là cái kia bộ dáng nghiêm túc. Người đang đùa ta, vậy đối phương là nam hay là nữ? Có cái gì đặc thù? Nho Gia Thánh Nhân hỏi. Là nam hay là nữ, ta cũng không biết. Vân Tước Tử nói, nhưng là, nàng hoặc là hắn, nhất định là cái rất thú vị người, không giống bình thường, ưa thích làm một số người khác không thể nào hiểu được sự tình. Hẳn là một cái người thiện lương, tu vi không nhất định rất cao, nhưng ở trên việc tu luyện nhất định sẽ rất có thiên phú, mà lại nhất định rất có mục tiêu. Vân Tước Tử giảng đến nơi đây lúc, xinh đẹp con mắt màu xanh lam, rất vui vẻ híp lại. Người giảng không phải liền là ta sao? Hài đồng thời kỳ Nho Gia Thánh Nhân, dám thúi ưỡn ngực. Hắn chính là không giống bình thường người, hắn việc làm phổ thông căn bản là không có cách lý giải, hắn tu vi không cao nhưng ở trên việc tu luyện thiên phú tuyệt thế hiếm thấy, hắn là một cái người rất hiền lành, chí ít chính hắn thì cho là như vậy. Hắn cũng có rất lớn mục tiêu từ tiếp xúc tu chân thế giới lên, hắn liền quyết định, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Chứng đạo trường sinh, thậm chí có cơ hội trấn áp chư thiên vạn giới, trèo lên đỉnh chấp trưởng thiên đạo. Rất đáng tiếc, ngươi không phải. Vân Tước Tử cười ha hả, dùng sức tại Nho Gia Thánh Nhân cái chán đánh cái não băng, trực tiếp đem hài đồng thời kỳ Nho Gia Thánh Nhân bắn bay ra ngoài, trên đường còn đụng nát một khối vô tội nham thạch. Sau đó, Vân Tước Tử ký ức lại biến thành dài dằng dặc, không có mục tiêu đường đi. Đang đi đường duy nhất khá là rõ ràng ký ức, chính là Nho Gia Thánh Nhân bát phẩm hiển thánh, huyền thánh giảng pháp hình ảnh. Nho Gia Thánh Nhân huyền thánh giảng pháp sau ký ức lại là một chuỗi dài mạo hiểm đoạn ngắn. Nếu như đem Vân Tước Tử mạo hiểm kinh lịch sáng tác thành sách, đoán chừng có thể giả bộ đầy một tòa cỡ lớn thư viện. Cuối cùng ký ức, dừng lại tại Vân Tước Tử tại đang đi đường, nghe nói Nho Gia Thánh Nhân mở, cũng hoàn thiện thuộc về chính hắn đạo, đương thời xưng thánh, cùng Nho Môn Quảng Thu đệ tử sự. Đoạn này ký ức, ấn niên đại đến suy luận thuộc về, viễn cổ thời đại trung kỳ, sắp tiến vào, thời viễn cổ thời kỳ cuối, thời đại. Về sau. Vân Tước Tử ký ức chính là trống rỗng. Không có gần nhất ký ức. Thậm chí tại trong trí nhớ, Vân Tước Tử tính cách cũng còn rất bình thường, hoàn toàn không có đại não rút gân phát tác dấu hiệu. Thể lỏng quả cầu kim loại thực sự không cách nào đem trong trí nhớ Vân Tước Tử, cùng nó giải, đơn giản là thiên kiếp không góp sức, liền từ bỏ phòng ngự, nghiêm túc muốn chết Vân Tước Tử liên lạc với cùng một chỗ. Cho nên nói, cái này ra hỏa tại, thời kỳ viễn cổ, sau khi kết thúc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tính cách hội vặn vẹo thành bộ dạng này. Thể lỏng quả cầu kim loại lần nữa thu hồi ngón tay của mình. Dài dằng dặc ký ức, ngoại trừ biết được Vân Tước Tử cùng, Nho Gia Thánh Nhân, có quan hệ bên ngoài, thể lỏng quả cầu kim loại không có càng nhiều thu hoạch. Nhưng cái này ngược lại càng thêm khẳng định, Vân Tước Tử, lai lịch phi phàm. Cái này ra hỏa, một mực đang tìm kiếm lấy một người, đến nay đều không có từ bỏ. Có lẽ nàng tìm kiếm người, chính là manh mối. Chỉ là thể lỏng quả cầu kim loại hiện tại tự thân khó đảm bảo, nào có nhiều thời giờ như vậy lãng phí trên người Vân Tước Tử. Xem ra, chỉ có một biện pháp cuối cùng, mặc dù sẽ hủy đi chân quý vật thí nghiệm, nhưng ta nhất định phải thử một lần. Thể lỏng quả cầu kim loại nói khẽ. Hắn muốn đem Vân Tước Tử triệt để phân giải, từ đó nghiên cứu ra có thể hoàn mỹ dung nạp hắn lực lượng huyền bí. Nhân, Giang Nam địa khu, Diệt Phượng Công Tử, Bạch Hạc Chân Quân, Tô Thị A Thập Lục. Thi, Tước Yêu Tiểu Thải sắp xếp mà ngồi. Tại các nàng đối diện, Tống Thư Hàng đưa tay ngưng tụ ra bản thân thánh ấn,
cẩn thận từng ly từng tí khống chế nó tán phát uy nghiêm. Tới đi, kêu lên tên của ta tới. Tống Thư Hàng trông đợi nói. Thư Hàng tiểu hữu, Bạch Hạc chân quân kêu. Tống tiểu hữu, Diệt Phượng công tử cũng không bị ảnh hưởng. Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục cũng không thành vấn đề. Bá Tống lão sư, Tước Hiêu tiểu thải hiển nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Bá Tống, Thi Khiếp Khiếp nói. Tống Thư Hàng. Cho nên, Bá Tống cái này, Thánh Hào, mới khiến cho hắn không thích a. Chương 1089. Đánh hắn đánh ai? Người đối, Thành Ấn, lực khống chế quá yếu. Bạch Hạc chân quân nói, chỉ cần thực lực của đối phương thấp hơn bản thân ngươi cảnh giới, liền sẽ nhận ngươi, Thánh Ấn, ảnh hưởng. Cho nên ta mới cần nhiều hơn luyện tập a. Tống Thư Hàng thở dài. Nhưng mà, liên quan tới, Thánh Ấn, nắm giữ cùng luyện tập, không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành. Nếu là một mực không cách nào khống chế tốt, Thánh Ấn, Tống Thư Hàng mấy ngày nay cũng đừng nghĩ ra cửa. Nếu không mỗi lần vừa ra khỏi cửa, hãy cùng cấp thế giới đại nhân vật đi tuần đồng dạng, phàm là thấy được người bình thường đều xếp thành hai đội, chỉnh tề hướng hắn chào hỏi. Cái loại cảm giác này, ngẫm lại cũng cảm giác rất mang cảm giác. Điều kiện tiên quyết là, hắn là tam lãng tiền bối. Thật sự phiền não, Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn đem thánh ấn thu hồi, đồng thời tận lực khống chế hắn không tỏa ra uy nghiêm cảm giác, ta tận lực thu liễm thánh ấn khí tức, cụ thể ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Tước Hiêu tiểu thải nháy nháy mắt, bá sư phụ. Tống Thư Hàng, tiểu thải vẫn là lại nhấn nhất định ảnh hưởng, bất quá tốt xấu không có đem, bá Tống, cái này đạo hiệu cho niệm đi ra. Thì nghĩ nghĩ, lần nữa thử mở miệng, bá Tống. Vẫn là như cũ, nàng càng là muốn dựa vào ý chí của mình chống cự, thánh ấn, mang cho nàng ảnh hưởng, ngược lại chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tống Thư Hàng thở dài nói, chẳng lẽ liền không có đơn giản thực dụng nắm giữ, thánh ấn, khiếu môn sao? Thật sự không làm được lời nói, hắn đến cân nhắc ở trường học mời cái nghỉ dài hạn, bế quan tu luyện một đoạn thời gian, chỉ ít trước nắm giữ tốt đối, thánh ấn, khống chế lại nói. Xin phép nghỉ bế quan tu luyện không có mau bệnh. Ta hiện tại là lục phẩm cảnh giới, loại chuyện này ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Bạch Hạc chân quân nhún vai. Diệt Phượng công tử, toàn bộ Cửu Châu nhất hào quần, bên trong, đối thánh ấn hiểu rõ nhất chính là thất tu tiền bối. Bất quá hắn đã đem hắn biết đều nói cho ngươi biết. Có lẽ, ngươi có thể hỏi thăm một chút, vị kia. Vị kia không có ở đây. Tống Thư Hàng lắc đầu. Bạch tiền bối tu hành tung lơ lửng không cố định, mà lại bạch tiền bối tu là cửu u bên cạnh đại năng, kinh nghiệm của hắn không nhất định phù hợp Tống Thư Hàng. Đúng rồi, kém chút đưa nàng quên mất, Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Bạch tiền bối tu tìm không thấy, nhưng là hắn còn có một vị có thể tùy thời liên hệ, hư hư thực thực kiếp tiên trở lên đại năng, Sở Các Chủ. Hắn đưa tay tại bản thân, một tấc thu nhỏ túi, bên trong mở ra, tìm ra bích thủy các thông hành lệnh, hướng trong đó rót vào chân khí. Sau một lúc lâu, Sở Các Chủ lười biếng thanh âm trả lời, uy, vị nào? Sở Các Chủ, là ta à, Thư Hàng. Tống Thư Hàng nói. Lại mau sự, Sở Các Chủ ngáp một cái, sẽ không lại là muốn ta thu cái kia khóc khóc mếu mếu lão đầu nhập môn a. Đừng nói cửa, cửa sổ đều không có. Không phải, không phải khóc lão nhân sự, ta là có chuyện muốn thỉnh giáo Sở Các Chủ. Tống Thư Hàng nói. Nói, Sở Các Chủ miễn cưỡng nói. Sở Các Chủ. Người có nhanh chóng nắm giữ thánh ấn khiếu môn sao? Tống Thư Hàng hỏi. Thánh ấn, ngươi vừa mới tấn thăng tứ phẩm, hỏi cái này đồ chơi làm gì? Sở Các Chủ hiếu kỳ nói nàng còn nhớ rõ, lần trước Tống Thư Hàng cùng nàng viễn trình trò chuyện lúc, vừa mới tấn thăng tứ phẩm đến. Ta cái này không vừa ngưng tụ thánh ấn nha, sau đó ta đối với nó không quá quen thuộc, khống chế lại không cách nào thuận buồm xuôi gió, thánh ấn, uy nghiêm, công năng không thể nhận phát ra từ như, khá là phiền toái. Cho nên, liền muốn hướng Sở Các Chủ thỉnh giáo ngài một chút khống chế, thánh ấn, kỹ xảo. Tống Thư Hàng nói, cũng không biết là Sở Các Chủ ngủ quá chết, vẫn là nàng vị trí, Bích Thủy Các, có phải là hay không một cái rất đặc thù địa phương, dù sao lúc ấy Tống Thư Hàng nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp sự, nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Sở Các Chủ, Bích Thủy Các lệnh bài thông hành bên trong, chết yên tĩnh giống nhau. Ngay sau đó, lệnh bài thông hành bên trong truyền đến thứ gì rơi xuống thanh âm. Đồng thời, Sở Các Chủ xuyên thấu qua lệnh bài, truyền một đạo, ôn nhu, tinh thần lực, hẳn là muốn cảm ứng Tống Thư Hàng trạng thái. Tống Thư Hàng không có chống cự, mặc cho đạo này tinh thần lực ở trên người hắn xoay quanh một vòng. Lại qua nửa ngày, bá Tống,
Sở các chủ thì thào đọc lấy Tống Thư Hàng thánh danh. Ừm, Tống Thư Hàng đáp. Lệnh bài thông hành bên trong, lại là một mảnh lúng túng yên tĩnh. Lại sau một lúc lâu, sở các chủ thận trọng hỏi, cái kia, ta có phải hay không lại ngủ quên mất rồi? Không cẩn thận ngủ mấy ngàn năm. Nàng nhớ kỹ bản thân đi ngủ một tiểu cảm giác a, cho Diệp Tư, độ kiếp trận pháp, đều vừa chế tạo riêng hoàn tất đến. Làm sao vừa quay đầu lại, trước khi ngủ mới tấn thăng tứ phẩm Tống Thư Hàng, hiện tại cũng ngưng tụ thánh ấn, nhân tiền hiển thánh rồi. Vẫn là nói nàng hiện tại kỳ thật còn đang nằm mơ. Không có đâu, sở các chủ ngươi hiểu lầm. Tống Thư Hàng rốt cuộc minh bạch tới, trả lời, ta còn không có tấn thăng bát phẩm, ta vài ngày trước vừa mới tấn thăng tứ phẩm nói đúng ra, ta hiện tại vẫn chỉ là cái, bán thành phẩm tứ phẩm. Sớm đạt được, thánh ấn, là cái thật to trùng hợp, nói rất dài dòng. Nếu như các chủ ngươi có hứng thú nghe, lần sau đi Bích Thủy Các lúc ta giảng cho ngươi nghe. Sở các chủ, dưới cơ duyên xảo hợp, tứ phẩm liền ngưng tụ thánh ấn. Là nàng điên rồi, vẫn là cái thế giới này đều điên rồi. Không chỉ là ta, còn có ba vị tiền bối cũng giống như ta, không tới bát phẩm liền ngưng tụ thánh ấn. Tống Thư Hàng nói, chính vì vậy, ta đối, thánh ấn, khống chế không đủ. Sở các chủ, ngài vậy thì có cái gì nhanh chóng nắm giữ thánh ấn kỹ xảo không? Có, sở các chủ nói. Muốn thế nào nắm giữ? Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ, thánh ấn liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Sở các chủ đáp. Tống Thư Hàng. Sở các chủ lại nói, thánh ấn bản thân liền là, bát phẩm huyền thánh, hệ thống sức mạnh một bộ phận, huyền thánh đang ngưng tụ ra thánh ấn đồng thời, liền có thể như cánh tay làm sử dụng, thánh ấn, các loại năng lực. Nhưng ngươi tình huống quá đặc thù, trên đời này không ai có thể cho ngươi tham khảo ý kiến. Nếu như ngươi nhất định phải ta cho ngươi xách một đầu ý kiến thử đánh, hắn, dừng lại nhìn xem. Đánh ai? Tống Thư Hàng nói. Đánh ngươi, thánh ấn, không bị khống chế đồ vật. Hảo hảo đập dừng lại, liền có thể biến nghe lời. Biện pháp này, từ xưa đến nay, lần nào cũng đúng. Sở các chủ đáp. Ngài đây là đùa ta. Tốt, biện pháp ta đã nói cho ngươi biết, muốn hay không đánh liền nhìn chính ngươi. Sở các chủ ngáp một cái, nói, mặt khác, Diệp Tư mang về công pháp, ta đã để tiểu cô nương kia Lý Âm Trúc bắt đầu tu luyện, người bên kia phối hợp công pháp đan dược chuẩn bị xong chưa? Còn không có tin tức, nhưng hẳn là tại cái này tuần lễ bên trong. Sẽ có kết quả. Tống Thư Hàng trả lời. Lúc ấy, cấm địa chi hành lúc, Bắc Phương Đại Đế nói qua, trong 10 ngày hội liên hệ hắn, cũng tận lực chuẩn bị kỹ càng luyện chế, băng phách đan, vật liệu. Tính toán thời gian, nhiều nhất cái này tuần lễ bên trong, Bắc Phương Đại Đế liền sẽ liên hệ hắn đi. Nếu như đối phương không nuốt lời. Loại kia tin tức của ngươi không có việc gì không cần loạn tao lũng ta, từ khi biết ngươi về sau, ta liền không có thật tốt ngủ qua một giấc. Nghe được thanh âm của ngươi, cũng cảm giác cùng đồng hồ báo thức đồng dạng chói tai sở các chủ thanh âm càng ngày càng thấp, nói, liền đã ngủ. Tống Thư Hàng. Hắn yên lặng thu hồi Bích Thủy Các thông hành lệnh. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về ở đây tu vi cao nhất Bạch Hạc chân quân trên người, Bạch Hạc tiền bối, ngươi thấy thế nào? Nếu không, đánh lấy thử một chút, Bạch Hạc chân quân nói. Diệt Phượng công tử phốc cười nói, các ngươi hai cái thật đúng là bị mang tiết tấu a. Thánh ấn cũng không phải sủng vật, không có linh trí, chỉ là tương đương với một kiện người chuyên môn pháp khí. Đánh hắn có ý nghĩa gì? Lời nói không phải nói như vậy. Bạch Hạc chân quân nói, ta cảm giác đánh một trận có lẽ thật có hiệu quả, hãy cùng trước kia lúc xem truyền hình, TV để đó đột nhiên hoa bình phong, không dùng được. Lúc này, chúng ta chỉ cần đi lên, đối TV đập vỗ, có đôi khi liền tốt xử. Bạch Hạc chân quân giảng có lý có cứ. Tô thị A thập lục, dù sao thử một chút lại không muốn tiền, chúng ta liền thử một lần đi. Không dùng được, người muốn xin nghỉ bế quan tu luyện, ta thay người đi xin phép nghỉ. Đã liền Tô thị A thập lục đều nói như vậy, vậy liền thử một lần đi. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thánh ấn, một lần nữa triệu hoán đi ra. Thánh ấn trôi nổi tại Tống Thư Hàng bên cạnh thân, chủ động là chủ nhân soát thượng một tầng lại một tầng uy nghiêm. Hắn tựa hồ đặc biệt ưa thích kỹ năng này. Tống Thư Hàng vươn tay ra, nghĩ phía sau một cái cổ tay chặt bổ vào, thánh ấn, phía trên. Hình tượng này, vì cái gì để hắn có loại, rất quen thuộc, này chủng loại giống như sự tình, trước đó không lâu có phải hay không phát sinh qua, ảo giác. Nhà nghĩ tới, những chuyện tương tự thật đúng là phát sinh qua. Hắn chứng nở, vô hình đao cổ, lúc đi ra,
chính là như vậy quơ, linh thú ấn ký, ra sức vuốt vô hình đao cổ thể xác. Lúc đó, Tống Thư Hàng hết thảy vỗ 1111 lần, mới khiến cho vô hình đao cổ thuận lợi hoàn thành tiến hóa, trên thân đao hóa ra 1111 đạo đao văn, vì nó tương lai tiến hóa đặt xuống bền chắc nhất cơ sở. Vài ngày trước mới đánh xong bản thân, binh sủng, hiện tại lại phải về đánh bản thân, thánh ấn, bức tranh này của ta gió đã triệt để sai lệch, chưa hề quay về chính đạo khả năng đi. Lạch cạch. Một cái chìm hữu lực cổ tay chặt rơi vào, thánh ấn, phía trên, thánh ấn bị ép trầm xuống. Đem, uy nghiêm, công năng tạm thời quan bế. Tống Thư Hàng lên tiếng ra lệnh. Thánh ấn siêu siêu vẹo vẹo run rẩy một chút, sau đó, hắn lại vui sướng hướng Tống Thư Hàng trên thân soát lên, uy nghiêm tới. Đưa đến phản hiệu quả, bá 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 Tống Sư Huynh. Thi La Lị run rẩy nói, uy áp biến càng ngày càng nặng nề, không thoải mái. Có hy vọng, Tống Thư Hàng, ngươi lại đánh hắn nhìn xem, ta cảm giác có biến hóa ngược lại là chuyện tốt. Bạch Hạc Chân Quân nói, có biến hóa, liền đại biểu cho, đánh, thánh ấn quá trình này, là có thể tạo được hiệu quả. Bạch Hạc Đạo Hữu nói có đạo lý, Diệt Phượng Công Tử nói. Thế là, Tống Thư Hàng vươn tay đao, đối với mình, thánh ấn, lại đập một cái cổ tay chặt. Nhưng cùng trước đó đồng dạng, thánh ấn ngược lại giống như là nhận lấy cổ vũ đồng dạng, vui vẻ hướng trên người chủ nhân soát lấy tràn đầy uy nghiêm. Tống Thư Hàng trên người uy nghiêm cảm giác càng ngày càng trở nên nặng nề. Lúc này, liền đã ngũ phẩm cảnh giới Diệt Phượng Công Tử đều cảm giác không thích ứng. Mà lúc này, một đầu chuột hamster tà ma, nghênh ngang đẩy ra dược sư nhà lầu môn, hắn trong tay dẫn theo cây tăm đoản kiếm, một mặt tràn đầy tự tin. Chương 1090. Không đem hắn đánh tới gọi ba ba cầu xin tha thứ ta liền không họ Tống. Đối với chuột hamster tà ma tới nói, dược sư nhà đã rất quen. Lại thêm hắn có chủ nhân bạch tiền bối tu chỉ đạo, có thể tùy tiện tránh đi thủ hộ đại lâu trận pháp, từ cửa chính đường đường chính chính đi dạo tiến đến. Vào cửa phía sau chuột hamster tà ma liền lên tiếng quát to, đái dầm hàng, đi ra đánh một trận. Bởi vì bên ngoài có trận pháp ngăn trở nguyên nhân, cho nên tại vào cửa trước đó, chuột hamster tà ma không có cảm ứng được dược sư trong đại lâu lục phẩm Bạch Hạc Chân Quân cùng ngũ phẩm Diệt Phượng Công Tử khí tức. Nói thật, tiểu chuột hamster hoàn toàn không phải một đầu hợp cách cửu u tà ma. Bất quá, thân phận của nó cũng nhất định hắn cùng phổ thông cửu u tà ma hoàn toàn khác biệt. Chuột hamster tà ma thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nó giọng cũng không nhỏ. Hét lớn một tiếng phía sau trong phòng Tống Thư Hàng mấy người đều nghe được tiếng kêu của nó. Tống Thư Hàng khóe miệng hung hăng co lại. Tìm ngươi, Diệt Phượng Công Tử hỏi. Đái dầm hàng, Bạch Hạc Chân Quân cổ quái nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Đái dầm Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt. Thì một mặt mộng bức. Tiểu thải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt mình, lại là cái này ra hỏa, lại còn hướng trên đầu ta dội nước bẩn, lần này ta tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Lần này, ta không đem hắn đánh tới gọi ba ba cầu xin tha thứ. Ta liền không họ Tống. Chuột hamster tà ma thực lực ở vào tứ phẩm đỉnh phong trạng thái, mà Tống Thư Hàng hiện tại cũng gắng sức đuổi theo, có được tứ phẩm thực lực. Đại cảnh giới thượng không có chênh lệch, Tống Thư Hàng cảm giác coi như không cần, Diệp Tư cùng, công đức xà mỹ nhân, ba đầu sáu tay hình thức, hắn cũng có nắm chắc chính diện giận đổi một đợt chuột hamster tà ma. Các ngươi đều không cần xuất thủ, ta đi giáo huấn cái này con chuột nhỏ. Tống Thư Hàng dứt lời, thả người nhảy một cái. Từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Tại hắn thả người nhảy ra cửa sổ thời điểm, thánh ấn, rất vui vẻ liều mạng hướng về thân thể hắn soát uy nghiêm, tầng tầng lớp lớp soát, để chủ nhân hình tượng biến càng cao hơn lớn hơn. Thậm chí, thánh ấn còn mơ hồ dẫn dắt Thư Hàng thể nội công đức chi quang, vì hắn thân thể độ thượng tầng một màu vàng kim nhàn nhạt. Lúc này, chuột hamster tà ma trong mắt. Hắn tại bước vào Tống Thư Hàng chỗ ở phía sau liền không kịp chờ đợi hô lên suy nghĩ một ngày một đêm, khiêu khích dùng từ. Hắn dám cam đoan, đái dầm hàng cái từ này vừa gọi, Tống Thư Hàng nhất định sẽ nộ khí toàn bộ triển khai, đi ra cùng hắn một trận chiến. Chuột hamster tà ma gần nhất kiếm thuật lại rất nhiều tiến bộ, đang chuẩn bị mấy ngày nay độ cái ma kiếp, tấn cấp ngũ phẩm. Tại tấn cấp trước, Bạch Tiền Bối Tu lại giao cho hắn một cái nhiệm vụ, để nó đem một đầu hồ yêu mang cho Thư Hàng. Thế là, hắn vừa vặn mượn nhiệm vụ này cơ hội, chuẩn bị đối một đợt Tống Thư Hàng. Hắn muốn để ngu xuẩn Tống Thư Hàng biết, nay trời kiếm thuật đại thành hắn, đã cùng vài ngày trước hoàn toàn khác biệt. Xí biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, nói chính là hắn.
ngay từ đầu kế hoạch không có vấn đề, có thể nói là tương đương thành công. Một câu, đái dầm hàng, kêu lên phía sau Tống Thư Hàng cái này ra hỏa liền không kịp chờ đợi từ trong cửa sổ nhảy ra tìm nó liều mạng. Người trẻ tuổi A, tâm cảnh tu vi còn xa xa không đủ đây này. Nhưng là, không đợi hắn lại chào phúng hạ Tống Thư Hàng, tâm cảnh tu vi không đủ, đâu, đột nhiên hắn cảm giác có một loại nặng nề lực áp bách, hướng hắn hung hăng bao phủ xuống. Cái kia nặng nề lực áp bách đầu nguồn lại là Tống Thư Hàng. Lúc này Tống Thư Hàng, trên người tản ra nhàn nhạt công đức chi quang, liền mỗi một đầu trên sợi tóc đều nhuộm ánh sáng màu vàng óng. Nhưng cho chuột hamster tà ma mang đến áp lực, lại không phải khắc chế cửu u tà ma công đức chi quang. Cái kia áp lực, bắt nguồn từ Tống Thư Hàng bản thân. Đó là một loại cảnh giới cao đại năng, cho thấp cảnh giới tu sĩ mang tới cảm giác áp bách. Cửu u thế giới bên trong là không tiếp thu được hiện thế, huyền thánh hiển thánh, cùng, thánh nhân giảng pháp, cho nên chuột hamster tà ma trong lúc nhất thời vẫn không rõ, Tống Thư Hàng trên người cho nó to lớn cảm giác áp bách là chuyện gì xảy ra. Nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu, tại con mắt của nó nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng thời điểm, không tự chủ được, trong lòng liền hiểu đối phương, thánh hào. Thiên nhiên đệ nhất thánh, huyền thánh bá tống. Ta chủ ở trên, đây là có chuyện gì? Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Hoa mắt, vẫn là ác mộng. Bá bá chuột hamster tà ma nắm cây tăm kiếm tay đều run rẩy lên. Bất quá, tại Tống, chứ không có đọc lên trước mồm, hắn cưỡng ép nhắm lại miệng của mình miễn cho, từ bản thân miệng không cẩn thận tung ra mang theo tôn kính chi ý, thánh hào, xưng hô. Lúc này, Tống Thư Hàng vừa vặn hạ xuống tại đất. Nghe được chuột hamster tà ma trong miệng gạt ra hai chữ lúc, Tống Thư Hàng ra mặt co lại. Mặc dù trước đó hắn thể muốn đem chuột hamster tà ma đánh tới gọi ba ba cầu xin tha thứ, nhưng hắn như vậy nói cách khác nói mà thôi. Khi chuột hamster tà ma trong miệng thật tung ra tương tự âm đọc lúc, Tống Thư Hàng cảm giác da mặt đều rút thành một đoàn. Một người một chuột hamster ở giữa bầu không khí sơ lược xấu hổ. Tống Thư Hàng dừng lại một lát sau, nói, ngoan. Nhật, ngươi chiếm ta tiện nghi, chuột hamster tà ma cả giận nói. Chính ngươi kêu. Ta không có buộc ngươi, Tống Thư Hàng nói. Ngươi đó là cái gì phá, thánh hào, cái nào không tâm nhãn ra hỏa cho ngươi lấy. Chuột hamster tà ma ủy khuất vô cùng. Ai biết được, ngẫu nhiên a, Tống Thư Hàng nói. Nếu quả như thật có một cái, không tâm nhãn, ra hỏa, cái kia hẳn là cũng là, thế giới ý chí, loại hình đồ chơi đi. Bá Tống cái này, thánh hào, cũng không phải chính hắn muốn, mà là từ hắn rất nhiều đạo hiệu bên trong đánh tan văn tự, lại ngẫu nhiên bính thấu. Mà lúc này, Giang Nam Đại học thành trong túc xá. Rõ ràng bên ngoài, sắc trời mới có chút hiện sáng, Cao Mỗ Mỗ chẳng biết tại sao, thật sớm mở mắt. Gặp quỷ, tại sao lại tỉnh? Cao Mỗ Mỗ nói. Hắn cảm giác mình mấy ngày nay rất không thích hợp, mỗi ngày giấc ngủ thời gian tại giảm nhỏ. Một giấc đều chỉ ngủ không tới 3 canh giờ, liền tỉnh. Đây là không thể nghi ngờ là mất ngủ triệu chứng. Nhưng là cùng phổ thông mất ngủ khác biệt. Mặc dù hắn mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ, nhưng hắn ngược lại không có chút nào cảm giác khốn, ngược lại cảm giác tinh thần sung mãn, thể lực dồi dào. Thậm chí hắn đi thể nghiệm mấy lần, nhưng y sinh nói cho hắn biết, thân thể của hắn khỏe mạnh cực kỳ, đặc biệt bổng. Ở cái này cơ hồ toàn dân Á khỏe mạnh thời đại, thân thể khỏe mạnh bảo trì tại Cao Mỗ Mỗ dáng vẻ như vậy người, rất ít gặp. Y sinh để Cao Mỗ Mỗ hảo hảo ủng hộ, bảo trì thân thể khỏe mạnh. Thực sự ngủ không được Cao Mỗ Mỗ chờ mình, nhìn về phía Tống Thư Hàng giường chiếu. Thư Hàng cái này ra hỏa, một đêm chưa về a. Không sẽ cùng Tô lão sư chung sống một phòng đi. Thấy lại hướng bên cạnh, Dương Đức cùng Thổ Ba đều ngủ chính hương. Thở dài phía sau Cao Mỗ Mỗ móc ra điện thoại di động của mình, bắt đầu gõ chữ. Cái này sáng sớm, thực sự quá đặc mã nhàm chán. Hết lần này tới lần khác hắn lại tinh lực dồi dào, ngoại trừ gõ chữ. Còn có thể làm chút cái gì? Tống Thư Hàng cùng chuột hamster tà ma chiến đấu hiện trường. Chuột hamster tà ma rốt cuộc để cho mình bình tĩnh lại nói, họ Tống, người chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tống Thư Hàng trên người cái kia bát phẩm uy áp, thánh danh, đều không phải là giả, nhưng Tống Thư Hàng thực lực lại là giả lấy nhãn lực của nó, tự nhiên có thể nhìn ra Tống Thư Hàng chân chính thực lực là tứ phẩm cảnh giới. Một lời khó nói hết. Trước mấy ngày khi độ kiếp xảy ra ngoài ý muốn, cửu tử nhất sinh phía sau trên người có thêm một cái thánh ấn. Tống Thư Hàng trả lời. Loại chuyện này, chuột hamster tà ma quay đầu lại hỏi một chút bạch tiền bối thu thì sẽ biết,
cho nên cũng không cần thiết giấu giếm. Thế nào, còn muốn hay không cùng ta đánh một trận? Tống Thư Hàng cười nói tại chuột hamster tà ma kêu lên, bá bá, hai chữ lúc, Tống Thư Hàng cũng cảm giác đặc biệt có ý tứ. Đánh, kiếm thuật của ta hôm nay đã đại thành, nhất định phải để ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm thuật của ta chi diệu. Chuột hamster tà ma giơ lên cây tăm kiếm, chỉ Tống Thư Hàng, nhưng người trước đem trên người uy áp thu lại, quá hiếp đáp chuột. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn đem hắn thu lại. Nhưng ta đối với nó khống chế còn chưa đủ. Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng sờ lên, thành ấn, nói, trên thực tế, tại ngươi qua đây khiêu khích ta trước đó, ta một mực đang thử nghiệm để nó đình chỉ uy nghiêm, năng lực này tới. Tống Thư Hàng lời nói còn chưa nói xong đâu, đột nhiên, thành ấn hơi động một chút. Sau một khắc, hắn đình chỉ cho chủ nhân tiếp tục soát, uy nghiêm cử động. Thành ấn, uy nghiêm, công năng cứ như vậy đóng lại. Tống Thư Hàng. Chuột hamster tà ma dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tin tưởng ta, tại vừa rồi trước đó, ta hoàn toàn không có cách nào quan bế cái này uy nghiêm công năng. Tống Thư Hàng chân thành nói, đồng thời hắn suy đoán bản thân có lẽ nắm giữ khống chế, thanh ấn, phương pháp một trong. Bạo lực là không giải quyết được vấn đề, đánh là đánh không ra kết quả. Trước mắt thực lực không đủ hắn, phải dùng yêu khẽ vuốt, mới có thể đem tâm ý của mình truyền đạt cho thanh ấn. Nhiều lời vô dụng, chuột hamster tà ma thân hình chấn động, không có cái kia gặp quỷ uy áp phía sau hắn cảm giác mình trạng thái lập tức khôi phục lại, đến chiến một trận đi, Tống Thư Hàng. Lần này, ta nhất định phải làm cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là tuyệt thế kiếm thuật. Coi như ngươi triệu hoán ngươi linh quỷ đi ra, ta cũng không sợ. Không khéo, Diệp Tư nàng đi độ kiếp rồi, tạm thời ra không được. Tống Thư Hàng nói, chuột hamster tà ma âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Móng vuốt nhỏ tại ngực mình một cái không gian pháp khí thượng nhẹ nhàng sờ lên. Hắn tại không gian trang bị bên trong chứa không ít tiền, hiện thế thông dụng tiền, đại bộ phận là nhân dân tệ, còn có một phần nhỏ Mỹ đao đồng euro cái gì. Đây là hắn vì hối lộ không, là dùng tới đối phó Tống Thư Hàng cái kia cường lực ngũ phẩm linh quỷ chiến thắng pháp bảo. Bởi vì cái kia linh quỷ nhìn rất ưa thích hiện thế thông dụng tiền. Nghe được Diệp Tư không ở phía sau, chuột hamster tà ma liền an tâm. Số tiền kia có thể giữ lại lần sau hối lộ không đúng, ý tứ của nó là có thể giữ lại lần sau đối phó, Diệp Tư, sử dụng. Hừ, coi như nàng gặp may mắn. Nếu không, nhất định phải làm cho nàng cũng mở mang kiến thức một chút ta tuyệt thế kiếm thuật. Chuột hamster tà ma hất lên bản thân áo bào trắng, lạnh lùng nói, hiện tại cầu xin tha thứ còn tới kịp, Tống Thư Hàng. Nếu không, chờ ta xuất thủ trong nháy mắt, ngươi không khóc lóc gọi ta ba ba, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Câu nói này, ta một chữ không kém trả lại cho ngươi. Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng đưa tay bắn ra. Trên lầu 2, có một tôn hắc thiết pho tượng từ trong cửa sổ xuất khí nhảy ra ngoài, rơi sau lưng Tống Thư Hàng. Chẳng lẽ ngươi muốn sử dụng khôi lỗi? Ngoại trừ mượn nhờ ngoại lực, ngươi liền không có cái khác thủ đoạn sao? Chuột hamster tà ma giễu cợt nói. Không, đây không phải khôi lỗi. Nó là của ta pháp bào. Tống Thư Hàng nói, hắc thiết pho tượng, ba, nát ra. Hắc thiết thần giáp, biến thân. Trên lầu 3, Diệt Phượng công tử tay động vì Tống Thư Hàng phối âm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 76.